Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 134. Hiện tại, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ vì sao trong mắt của hắn và Mai Tỷ những bông hoa ở nơi này, ong mật, khỉ, gấu lại trở nên to như vậy. Bởi vì lực lượng pháp tắc hoặc đúng hơn là sức mạnh thần thông của Lam Tâm Tiên Vương tồn tại ở thế giới này, mà hắn và Mai Tỷ vừa vào đã bị lực lượng này quấy nhiễu, bản thân họ cũng xung đột với sinh vật sống ở đây, vậy nên mới có tình huống như hiện tại. Đứng trước những sinh vật ở thế giới này, hắn và Mai Tỷ giống như một con kiến nhỏ bé. Ong, khỉ, gấu đều là những sinh vật được Lam Tâm Tiên Vương cố ý lựa chọn để lại ở đây. Còn vì sao lại chọn, mặc dù trên tấm bia không nói rõ nhưng Dương Bách Xuyên ít nhiều vẫn có thể đoán được dụng ý của Lam Tâm Tiên Vương. Có thể là để bảo vệ cân bằng sinh thái của nơi này. Bởi vì tấm bia đá có nói mật ong súp lơ ủ mật ong, khỉ trộm mật làm rượu mật hoa, gấu thì duy trì sự tồn tại của biển hoa, đây là một loại kìm hãm. Lam Tâm Tiên Vương nghĩ tới tất cả mọi thứ, toàn bộ thế giới chính là vườn hoa của nàng, dù là khỉ, ong mật hay là gấu núi đều phục vụ cho vườn hoa. Cuối cùng Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một dòng quan trọng, trên tấm đá có ghi lại ở trên núi phía đông, Lam Tâm Tiên Vương đã để lại thần thông. Nguyên văn là, người có duyên nếu vào vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, vượt qua tiên sủng khảo nghiệm, lên núi Lam Tâm, vào Lam Tâm lĩnh ngộ là có thể ra ngoài. Đọc xong những gì khác trên bia đá, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ ngơ ngác nhìn nhau. Trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một cảnh tượng, một nữ tử tiên vương tinh quái, du ngoạn tới nơi này, tiện tay dựng nên một vườn hoa, nuôi ba ngoại tiên thú, chơi xong một thời gian ngắn, chán rồi lại rời đi. Nhưng nàng đã để lại khảo nghiệm giống như một trò chơi nhỏ, dường như biết được tương lai sẽ có người lạc vào đây, sau đó nói cho người đó biết, muốn ra được thì phải chơi một trò chơi, chìa khóa ở trên núi. Nhưng phải thông qua khảo nghiệm tiên sủng mới có thể lấy được chìa khóa. Quan trọng là chìa khóa này do cấp bậc tiên vương để lại, cần phải lĩnh ngộ, hiểu được cách sử dụng thì mới mở được cửa ra ngoài, nếu không thì cứ ngoan ngoãn bị nhốt ở trong này đi. Hừ, lẽ nào tiên vương của tiên giới cũng có loại người thích đùa sao? Dương Bách Xuyên nhìn tấm bia đá, khóc không ra nước mắt. Mai Tỷ an ủi, đừng nản chí, nếu Lam Tâm Tiên Vương đã để lại vấn đề khó như vậy. Chắc chắn nàng đã đoán trước được, không có khả năng phá hỏng đường, chúng ta bị cơn lốc cuốn vào đây, chứng minh đã có sự sắp xếp, thử một lần thì mới biết được khó khăn đến mức nào. Dương Bách Xuyên cười khổ, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đi thôi, lên núi xem thử rồi tính, trên tấm bia đá nói có khảo nghiệm tiên sủng gì đó, ta cũng muốn xem thử, dáng dấp tiên sủng ra sao. Nếu đã đến thì cứ xem thế nào, nói không chừng đối với chúng ta cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nơi này có thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, coi như là may mắn. Để xem chúng ta có được phần cơ duyên này hay không, Mai Tỷ cười nói. Cũng đúng, nghe cái gì mà, ta cũng muốn xem thử. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi, hai mắt lại sáng lên. Hắn ở vân môn tiên cảnh, quan sát những vết kiếm mà cổ tiên nhân để lại đã có thể lĩnh ngộ được quy tắc nhập môn, tự ngộ ra kiếm phá không, sau đó dùng tu vi đại thừa để giết chết tu sĩ cấp bậc thánh chủ. Phương thốn càn khôn mà Lam Tâm Tiên Vương để lại có thể thay đổi quy luật trời đất của một thế giới, khiến mọi thứ trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bản thân nó đã là một tiên pháp lợi hại. Nói không động tâm là giả. Quan trọng là không biết Lam Tâm đã để lại tiên sủng gì ở trên núi. Tiên sủng này sẽ khảo nghiệm bọn họ như thế nào, đây là một ẩn số. Sau đó Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ lướt qua tấm bia đá, thấy được một con đường nhỏ hướng thẳng lên núi. Hắn vừa bước lên thì bên tai nghe được một giọng nói buồn phiền, dừng, dừng lại, dừng. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ sững người, bọn họ vội vàng dừng bước, nhìn theo phía âm thanh phát ra. Cách con đường không xa, họ thấy nhiều màu sắc đang sáng lên. Khi Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nhìn lại chỉ thấy trên đường nhỏ có thứ gì đó giống như một đám mây đầy màu sắc đang phát sáng. Khi nhìn kỹ lại, hình dáng của một con vật dần hiện ra giữa những màu sắc, nhưng đó lại là một con trâu. Đâu là tiên sủng Lam Tâm Tiên Vương để lại? Dương Bách Xuyên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vốn nghĩ tiên sủng không giống người thường, nào ngờ sau khi hào quang biến mất lại xuất hiện một cái đầu trâu, ngoại trừ trên người có 5 loại màu sắc, thì ngoại hình chính là một con trâu, là loại trâu ngày xưa người già trên trái đất thường dùng để cày ruộng. Hơn nữa còn là một con trâu vô cùng béo. Nếu không phải trên đầu có một cặp sừng thì thoạt nhìn cái bụng sắp chạm đến đất kia quả thực giống lợn hơn.
Lúc này tam quan của Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ về tiên sủng gần như sụp đổ. Được rồi, mẹ kiếp, tiên sủng chỉ là một con trâu béo giống lợn mà thôi. Nhìn rất cay mắt. Ha ha. Mai Tỷ không nhịn được cười lớn nói, Vân Tử, đây mà là tiên sủng à, đây rõ ràng là một con lợn mà. Dương Bách Xuyên nhất thời không nói nên lời, nhưng cũng không thể phủ nhận Mai Tỷ hình dung rất chính xác. Gừ. Ngay sau đó, con lợn à không là con bò cách đó mấy chục mét đột nhiên gầm lên, có vẻ rất tức giận. Cùng với tiếng gầm, ánh sáng ngũ sắc trên người nó đã xuất hiện trên đầu Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ, một áp lực kinh hoàng bao phủ lấy hai người. Lúc này sắc mặt Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ thay đổi, bị áp lực này áp chế phải lùi về sau 8-9 thước, để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất, lúc này hai người mới dừng lại. Nhìn thấy con lợn cũng chính là con trâu đang ở cách đỉnh đầu 3 mét nhìn chằm chằm xuống bọn họ, lúc này hai người mới biết cái thứ giống trâu giống lợn này quả thực là tiên sủng, chỉ riêng áp lực này cũng đã mạnh hơn hai người họ rất nhiều. Dương Bách Xuyên sợ hãi, đồ long kiếm trong tay lóe lên, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, Mai Tỷ bên cạnh cũng căng thẳng, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Bọn họ đều biết lần này đã gặp phải tiên sủng thực sự. Không ngờ ngoại hình buồn cười bên ngoài của đối phương lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cứ tưởng con trâu này sẽ tấn công bọn họ, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đều đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nào ngờ sau đó áp lực biến mất, chỉ thấy nó từ trên cao nhìn xuống nói, bồn. Bồn bồn bồn, bồn tiên là, đường đường là tiên sủng châu thần ngũ sắc sắc sắc, không phải lợn béo gì đó. Ngụy Long nhà ngươi vô lễ quá, nói hưu nói vượn, bồn tiên không. Không 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 khách khí với các ngươi nữa. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nghe vậy sửng sờ, nhưng lúc này bọn thực sự không dám cười, nhưng muốn không cười cũng rất khổ sở. Tự xưng là châu thần ngũ sắc mà nói chuyện như bị cà lăm. Âm thanh lắp bắp ồm ồm càng buồn cười hơn. Lúc nó lên tiếng cảnh cáo hai người, Dương Bách Xuyên thấy rất rõ lưỡi của con trâu này rất lớn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nó nói chuyện lắp bắp. Tuy rằng vừa nói đất vừa nói lắp, nhưng Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn đây là tiên sủng mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, nó tự xưng là châu thần ngũ sắc, ngoại trừ hơi béo một chút thì ngoại hình cũng có chút xứng với danh xưng. Trên người có ngũ sắc, một cặp sừng châu, còn có áp lực mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ tu sĩ nào mà Dương Bách Xuyên từng gặp qua, hắn cảm giác mình không thể đối phó được, Dương Bách Xuyên nghĩ tiên sủng này có thể đã đạt tới cấp bậc tiên nhân, đương nhiên cũng không phải là cao thủ trong số các tiên nhân. Nhưng cho dù vậy, Dương Bách Xuyên biết hắn và Mai Tỷ cũng không thể nắm chắc. Đây là tiên sủng của tiên giới thực sự, hắn có thể cảm nhận được hơi thở phát ra từ sinh vật này một cách rõ ràng, là sự tồn tại của một sức mạnh chân nguyên siêu việt. Xung quanh Dương Bách Xuyên cũng có một vài thần thú, nhưng thần thú sinh ra ở tu chân giới so sánh với châu thần ngũ sắc trước mắt thì khác biệt rất lớn về mọi mặt. Cho nên Dương Bách Thiên xác định con châu thần ngũ sắc nhìn giống lợn lưỡi to nói lắp này quả thực chính là sinh vật ở tiên giới. Hơn nữa lúc đối mặt với Mai Tỷ, nó đã vạch trần thân phận của Mai Tỷ, nói Mai Tỷ là Ngụy Long cũng hoàn toàn không sai, thành thật mà nói, Mai ỷ chính là Ngụy Long. Bởi vì long hồn của Mai Tỷ là nhân tộc, bản thể là long ngư tiến hóa thành long, quả thật là Ngụy Long. Con trâu nói lắp này có thể nhận ra thân phận của Mai Tỷ chỉ trong một hơi thở, bản thân nó cũng không đơn giản. Chưa kể sự hiện diện của nó khiến Dương Bách Xuyên không dám thả lỏng. Đối mặt với tiên sủng của tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sinh linh của tiên giới, không giống với những sinh vật bình thường, rất nhiều kinh nghiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này chỉ nghe thấy châu thần ngũ sắc nói tiếp, nếu, ngươi, đã đến được nơi này ắt đã nhìn thấy bia đá mà Lam tâm tiên, tiên vương để lại, bây giờ bồn. Bổn tiên có thể nói cho các ngươi biết điều kiện để lên núi đến Lam Tâm cư lấy được thần thông của tiên vương. Nghe cho rõ đây, muốn lên núi lấy được thần thông của Lam Tâm tiên vương, các ngươi cần phải tìm cho bổn tôn. Rượu mật hoa của hầu tộc, cùng, mật tinh khiết từ tổ ong, đến lúc đó bổn tiên mới để các ngươi lên núi. Nếu không các ngươi sẽ. Không có được thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, cũng. Vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi đây. Dương Bách Xuyên vất vả lắm mới nghe hết lời của con trâu cả Lam kia nói, hắn nghe đến mệt, nhưng cuối cùng vẫn nghe hiểu.
Muốn đến Lam Tâm Cư của Lam Tâm Tiên Vương phải tìm được rượu mật hoa của hầu tộc và mật tinh khiết từ tổ ong, sau đó nó mới thả bọn họ lên núi. Sau khi đến Lâm Tâm Cư có thể đạt được thần thông phương thốn càn khôn, sau khi lĩnh ngộ có thể mở kết giới ra khỏi thế giới này, nếu không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái đó là, thế giới này có ba nhóm quần thể sinh vật tồn tại, nhưng Châu Ngũ Sắc chỉ nói đến rượu mật hoa của hầu tộc và mật ong của tổ ong chứ không nhắc đến hùng tộc. Sau khi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên hỏi, vì sao tên Cà Lâm nhà ngươi không nhắc đến hùng tộc, lẽ nào chúng ta không cần quan tâm đến hùng tộc sao? Bồn bồn bồn, bồn tiên là Châu Châu, Châu Thần Ngũ Sắc, tiểu tử ngươi, ngươi có thể gọi bồn tiên là Châu Thần Ngũ Sắc Đại Nhân hoặc là Thượng Tiên Đại, Đại Nhân, bồn tiên không phải tên, Cà Lâm, nếu không phải tiên vương đã lập ra quy tắc là không. Không được động thủ với người tiến vào hang động, tiểu tử ngươi chỉ cần bất kính với bổn tiên một câu thôi thì bây giờ bổn tiên đã giết ngươi rồi. Châu Thần Ngũ Sắc vô cùng khó chịu khi Dương Bách Xuyên gọi nó là tên Cà Lâm, lắp bắp nói. Cho dù là đang tức giận, nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại biến thành vô cùng buồn cười, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một bạn học trước kia của mình, cậu ta cũng là một tên Cà Lâm, nói chuyện có chút lắp bắp, nhưng còn nghiêm trọng hơn cả tên đầu châu này. Nghĩ vậy hắn càng có cảm giác thân thiết khi nghe những lời nói lắp bắp của Châu Thần Ngũ Sắc hơn. Cho dù đối phương là tiên sủng có sức mạnh to lớn, nhưng Dương Bách Xuyên nghe nó nói chuyện xong cũng chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng thoải mái hơn vài phần. Không biết con Châu Cà Lâm này có bị ngốc không, vô ý lỡ miệng nhắc tới quy định của Lam Tâm Tiên Vương, nói rằng không thể động thủ với người đi vào nơi này. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vui vẻ. Nếu con Châu Cà Lâm này không thể tấn công bọn họ theo quy định của Lam Tâm Tiên Vương thì mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi. Nghĩ lại thì dựa vào nội dung đọc được trên tấm bia đá kia, Lam Tâm Tiên Vương trong tưởng tượng của Dương Bách Xuyên là một vị chủ nhân rất ham chơi, nếu nàng ấy đã tạo ra hoa viên to lớn này rồi đặt ra quy định cũng chỉ là vì muốn chơi, nhưng cho dù vậy thì cũng phải tuân thủ quy tắc thì trò chơi mới thú vị. Hiển nhiên quy tắc của Lam Tâm Tiên Vương đó là Châu Thần Cà Lâm kia không được tấn công sinh vật tiến vào nơi này, nếu không sẽ vi phạm quy tắc của trò chơi tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên đã chắc chắn, nếu tiên sủng không thể tấn công bọn họ vậy thì dễ xử lý rồi, ít nhất không cần sợ nó nữa, muốn hỏi chuyện gì thì có thể hỏi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, ha ha, tên Cà Lâm, hóa ra dựa theo quy tắc, ngươi không thể tấn công bọn ta sao? A, à, ta làm lộ hết rồi. Ánh mắt của Châu Thần Ngũ Sắc vô cùng ảo não rất giống con người. Lúc này Dương Bách Xuyên càng chắc chắn, hắn cười ha ha nói, ngươi đã không thể tấn công bọn ta, vậy chúng ta lên núi đây, nếu ngươi dám tấn công bọn ta thì cũng chính là làm trái với quy tắc của Lam Tâm Tiên Vương. Dương Bách Xuyên bắt đầu thử Châu Thần Ngũ Sắc. Bổn tiên có thể nói với các ngươi, nếu không hoàn thành chỉ dẫn. Đưa cho bổn tiên rượu mật hoa của hầu tộc và mật ong tinh khiết của tổ ong, mà. Dám, bước vào núi Lam Tâm một bước, bổn tiên sẽ dựa theo quy tắc của tiên vương đặt ra giết chết các ngươi, không? Không tin thì thử xem. Lúc Châu Thần Ngũ Sắc nói lời này vẻ mặt nghiêm túc hơn. Dương Bách Xuyên có chút ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cũng nằm trong dự liệu, hắn nghĩ con Châu Cà Lâm này làm việc theo quy tắc của Lam Tâm tiên vương để lạ. Cũng là một con trâu đầu óc không quá linh hoạt, so với Thanh Ngưu thì con Châu Thần Ngũ Sắc này còn kém xa. Xem ra là tiên sủng bị nhốt ở đây quá lâu nên đầu óc cũng chậm chạp, hoặc là con Châu Cà Lâm này vốn đã ngốc nghếch nên lúc Lam Tâm Tiên Vương rời đi mới không muốn mang nó theo. Tuy rằng danh nghĩa là tiên sủng phụ trách trông coi hoa viên tiên gia, nhưng thật ra có khác nào bị nhốt chứ? Nếu có thể rời đi, chỉ cần là sinh vật bình thường ai lại lựa chọn ở lại nơi này? Dương Bách Xuyên đang nghĩ về mấy vấn đề này, thật ra cũng đang nghĩ cách. Dù sao chỉ cần có thể rời khỏi đây, hắn sẽ dùng bất kỳ thứ gì có thể dùng được. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, nói với Châu Thần Ngũ Sắc, tên Cà Lâm, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Vô nghĩa, bổn tiên, muốn, nếu có thể mở kết giới của tiên vương, thì đã rời. Rời khỏi đây từ lâu rồi, Châu Thần Ngũ Sắc theo bản năng nói. Dương Bách Xuyên lập tức chấp lấy thời cơ, nói vậy phải mở kết giới thì ngươi mới có thể rời đi. Chỉ bằng ngươi theo bọn ta lên núi, đợi ta lĩnh ngộ được thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, đến lúc đó mở kết giới, không phải ngươi cũng sẽ được tự do sao? Còn làm khó bọn ta,
bắt bọn ta đi tìm rượu mật hoa với mật ong tinh khiết làm gì chứ? Không không không, không được, Lam Tâm Tiên Vương rất mạnh, người. Người đã hạ pháp với ta, nếu người khảo nghiệm vào đây mà không tuân theo. Quy tắc, bổn tiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đây là ý nghĩa tồn tại của bổn tiên, hơn nữa bổn tiên phải nói cho các người biết, không tìm thấy rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, căn bản không thể vào Lam Tâm Cư. Châu Thần Ngũ Sắc vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ Dương Bách Xuyên biết muốn dụ dỗ con trâu cả Lam này là không có khả năng, chỉ có thể làm theo quy tắc, đi tìm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết gì đó. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ hai thứ này nhất định không dễ lấy, nếu không sao Lam Tâm Tiên Vương lại đặt ra một quy định kỳ quái như vậy chứ. Tuy rằng con trâu ngốc này sợ bị trừng phạt nên sẽ không bỏ qua, nhưng có một số vấn đề Dương Bách Xuyên nghĩ nếu hỏi nó vẫn sẽ trả lời. Dù sao thì nghe có vẻ con trâu cả Lam này cũng muốn ra ngoài, mọi người đều có cùng mục tiêu. Được rồi, nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ đi tìm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, nhưng mà chúng ta làm vậy là vì muốn ra ngoài, người cũng không muốn bị nhốt ở đây thêm nữa đúng không? Nên chúng ta đều có cùng mục tiêu, ta hy vọng người có thể nói cho ta biết về rượu mật hoa và mật ong tinh khiết. Nói cách khác là ngươi nên nói cho chúng ta nghe về khỉ, gấu núi và ong mật cùng với tình hình ở đây. Phải làm thế nào mới có thể lấy được nó vân vân, người giúp chúng ta cũng là đang giúp mình, đúng không? Dương Bách Xuyên bắt đầu lừa con trâu cả Lam. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Châu Thần Ngũ Sắc trầm mặc, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ về lời nói của Dương Bách Xuyên. Một lát sau nó mới lắp bắp nói, bổn tiên không thể nói quá nhiều với các ngươi, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi một chút, nhưng... Các ngươi phải hứa với bổn tiên, nếu thật sự có thể ra ngoài. Nhất định phải dẫn bổn tiên theo, nếu không, đánh chết bổn tiên cũng không nói cho các ngươi biết chuyện của ba loài yêu thú biến dị. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười, tuy rằng con trâu cả Lam này thật sự là tiên sủng, có được sức mạnh to lớn của tiên gia, nhưng mà... Xem ra đầu óc có chút ngu ngốc, nói vòng vo một hồi vẫn mắc câu của Dương Bách Xuyên. Được, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp bọn ta lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, hoặc cũng chính là giúp bọn ta vào được Lam Tâm Cư, có được thần thông mà Lam Tâm Tiên Vương để lại, bọn ta tìm được cách phá giải kết giới nhất định sẽ dẫn ngươi đi cùng. Ngươi thề đi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ bổn tiên ngốc, ngươi thề thì bổn. Bổn tiên mới tin ngươi, không thể bổn. Bổn tiên sẽ không nói cho ngươi biết gì cả. Châu Thần Ngũ Sắc tỏ vẻ ngươi đừng hòng gạt ta. Dương Bách Xuyên nghe con trâu cả Lam này nói chuyện, trong lòng buồn cười, giơ tay thề một cách lưu loát, dù sao thì nội dung cũng chính là lời vừa nói lúc nãy, chỉ bổ sung thêm một câu, nếu chúng ta mở được kết giới có thể dẫn Châu Thần Ngũ Sắc theo nhất định sẽ dẫn theo, nếu Trương Tam ta đổi ý sẽ bị trời đánh. Vậy bổn tiên sẽ tin tưởng các ngươi, Châu Thần Ngũ Sắc đắc ý nói. Nhưng Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ muốn cười lại không dám cười, nghẹn một bụng vô cùng khó chịu. Lời thề của Dương Bách Xuyên có sơ hở, đáng tiếc con trâu cả Lam này không nhìn ra mà thôi. Dù sao thì theo lời thề của Dương Bách Xuyên, quan trọng là con trâu cả Lam phải giúp họ vào Lam Tâm Cư, nói cho họ biết tất cả về ong, gấu và khỉ, nếu như không làm được như vậy thì Dương Bách Xuyên có thể đổi ý, rút lại lời thề lừa chết trâu. Mấu chốt chính là Dương Bách Xuyên không biết xấu hổ thuận miệng đổi cho mình cái tên Trương Tam, dù sao thì lúc đó cũng là Trương Tam thề, không phải Dương Bách Xuyên hắn. Được rồi, bổn tiên sẽ nói với các ngươi. Châu Thần Ngũ Sắc không phát hiện ra lỗ hổng trong lời thề của Dương Bách Xuyên. Có thể thấy, con trâu này đúng là đơn thuần. Dương Bách Xuyên nhịn cười nghe Châu Thần Ngũ Sắc nói tiếp, các. Các ngươi cũng thấy rồi đó, ở đây đã bị sức mạnh pháp tắc phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương biến đổi, cho nên mọi thứ đều to lớn khác thường, bổn tiên muốn nói với các ngươi chính là, thật ra dù là khỉ, gấu hay là ong đều là sinh linh bình thường trên thế gian, có thể trở nên to lớn như vậy đều nhờ vào thần thông của Lam Tâm Tiên Vương cải tạo xảy ra biến dị. Về bản chất thì khỉ, gấu núi và ong đều là sinh vật bình thường, không có linh trí, nhưng nhờ sức mạnh của Lam Tâm Tiên Vương, sức mạnh bản năng từ cơ thể của chúng đã nhân lên hàng trăm lần. Cho nên bản năng của ba loài sinh vật này vô cùng mạnh mẽ, sức tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ,
không ngại nói các ngươi biết, dù là bổn tiên đối diện với sự tấn công của bọn chúng cũng phải hết sức cẩn thận. Bổn tiên chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, nhưng nhất định phải lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, chúng quyết định các ngươi có thể vào Lam Tâm Cư hay không, còn về lý do vì sao, bổn tiên không thể nói với các ngươi được. Dù sao thì các ngươi cũng phải cẩn thận, rượu mật hoa và mật ong tinh khiết đều là đồ tốt, nếu có thể thì các ngươi nên lấy nhiều một chút, sau này sẽ có ích cho tu vi, phải biết rằng những thứ đó đều là tinh hoa sức mạnh của thế giới này, hơn nữa đã được Lam Tâm Tiên Vương thi pháp vào, nói rượu mật hoa và mật ong là đồ của tiên gia cũng không khoa trương, là đồ tốt hạng nhất. Còn có một chuyện cuối cùng, cẩn thận gấu núi. Tuy gấu núi là bộ tộc đã được Lam Tâm Tiên Vương huấn luyện để phụ trách chăm sóc biển hoa, nhưng trời sinh đã thích rượu mật hoa và mật ong, chỉ cần bị gấu núi ngửi thấy mùi, nhất định sẽ đuổi theo các ngươi đến chết. Dù là núi của khỉ hay là tổ của ong thì cũng đều có gấu núi, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện bay vào núi, có kết giới tồn tại, căn bản không thể vào được, chỉ có thể đi bộ vào núi. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ gặp phải hùng tộc trấn giữ ở chân núi, đến lúc đó có thể lên núi hay không phải dựa vào vận may của các ngươi rồi. Nhất định phải cẩn thận với gấu núi đó, bọn chúng rất mạnh, với thực lực của các ngươi đến một con cũng khó mà đối phó, nếu đụng phải một bầy thì nguy to rồi, quan trọng chính là các ngươi có thể lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết hay không. Ở thế giới này, chỉ có gấu núi mới có thể lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết từ hầu tộc và tổ ong, đây là quy luật cân bằng của vạn vật. Về việc gấu núi dùng cách gì để ăn vụng hai thứ này, đơn giản là dựa vào cả người đầy thịt để chịu đựng. Bổn tiên cũng chỉ biết có vậy thôi, nếu các ngươi có năng lực thì có thể lợi dụng gấu núi đi trộm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, bổn tiên đã nói hết những gì cần nói rồi. Châu thần ngũ sắc dường như kiêng dè gì đó, không dám nói quá nhiều. Nhưng Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nghe xong cũng có chút khiếp sợ. Ba loại sinh vật này nghe có vẻ không dễ đối phó. Làm thế nào để lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết chính là một vấn đề khó. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe Châu Thần Ngũ Sắc kể về rượu mật hoa và mật ong tinh khiết xong lại vô cùng hứng thú. Dù sao cũng là đồ của tiên gia, đương nhiên không giống người thường, muốn lấy được hai thứ này, cho dù Châu Thần Ngũ Sắc không nhắc nhở, chỉ cần có thể lấy được hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên thử hỏi, tên Cà Lâm, ngươi có thể giúp bọn ta không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, bổn tiên ở nơi này bị hạn chế, căn bản không thể rời khỏi núi Lam Tâm, có thể. Nói cho các ngươi nhiều như vậy đã là giới hạn của bổn tiên rồi, như vậy đi, bổn tiên chờ các ngươi lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết rồi. Rồi đến tìm bổn tiên. Dứt lời, trên người Châu Thần Ngũ Sắc lóe lên ánh sáng ngũ sắc rồi biến mất. Dương Bách Xuyên biết tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân họ. Vân Tử, nghe con Châu Cà Lâm đó nói vậy, chúng ta muốn lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết xem ra phải lợi dụng gấu núi mới được. Mai Tỷ nói, quả thật là vậy, tuy lời cuối cùng của tên kia không rõ ràng nhưng đều chỉ về phía gấu núi, đi thôi, chúng ta đến núi khỉ xem thử đi, xem rốt cuộc ba loài sinh vật ở đây có năng lực gì. Không phải yêu thú cũng không phải linh thú. Chỉ là sinh vật bình thường bị biến dị dưới sức mạnh pháp tắc của Lam Tâm Tiên Tử, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có giới hạn, ta không tin với thực lực của hai chúng ta mà không đối phó nổi một đám khỉ. Nếu thật sự không được thì vẫn còn Tiểu Phượng Hoàn và Trịnh Bân Bân giúp đỡ. Hai người vừa nói vừa hướng về ngọn núi đám khỉ đang ở, chuẩn bị xuất phát đến đó trước. Nửa canh giờ sau hai người cũng đến một địa điểm cách ngọn núi mà hầu tộc ở không xa. Bởi vì Châu Thần Ngũ Sắc đã nhắc nhở xung quanh núi sẽ có gấu núi xuất hiện. Cho nên Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đã đáp xuống một rừng hoa cao bằng nửa người cách đó rất xa. Cẩn thận đi từng bước về phía núi khỉ. Khoảng 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng đập thình thịch, sau đó cảm thấy cả mặt đất đang rung chuyển. Gừ, khẹt khẹt khẹt. Sau đó là một loạt tiếng gầm rú vang lên, rất rõ ràng là tiếng kêu của hai loài động vật. Hắn nhìn Mai Tỷ, sau đó cả hai nhanh chóng bay lên không trung. Sau đó cả hai hít một ngụm khí lạnh. Trong tầm mắt bọn họ là một con gấu núi màu nâu cao hơn 30 mét đang chạy điên cuồng trong biển hoa, mà phía sau con gấu núi có 7-8 con khỉ lông xám cao 8-9 mét đang đuổi theo.
Nơi nào gấu núi đi qua đều như có động đất, để lại dấu chân khổng lồ trên mặt đất, những cây hoa hoặc là bị dẫm nát hoặc là bị làm gãy. Trông vô cùng mạnh mẽ. Nhưng 7-8 con khỉ phía sau cũng không thua kém gì, chúng ném những loại hoa quả không biết tên vào người gấu núi, khiến gấu núi ôm đầu chạy tán loạn, nhưng trông có vẻ cũng không bị thương nhiều. Đúng như lời châu thần ngũ sắc nói, gấu núi da dày thịt béo, khả năng chịu đựng rất lớn. Theo thời gian, mặt đất rung chuyển dữ dội, chịu sự tàn phá rất lớn, khiến Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ rực rực khóe miệng. Quả thực, những loài vật này rất khó đối phó. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự hủy diệt của bọn chúng, sức mạnh vô tự nhiên cùng to lớn không thua kém thực lực của các tu sĩ phi thăng cảnh. Cuối cùng Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ cũng biết được thế nào là tàn bạo. Hiện thân của bạo lực chính là con khỉ cao tầm 8-9 mét, và con gấu núi lúc trồm lên sẽ cao tận 20-30 mét. Với thân xác khổng lồ này, dù chúng chỉ bước đi một cách bình thường cũng sẽ khiến mặt đất phải run rẩy, chấn động. Thoạt nhìn con khỉ không cao to bằng gấu núi, nhưng chúng lại cực kỳ đông, thế là với số lượng áp đảo, 7-8 con khỉ đã thành công dí cho con gấu núi phải vắt giò bỏ chạy. Nhưng với gấu núi mà nói, tuy theo nhận định của Dương Bách Xuyên thì tình cảnh của chúng hiện tại có chút chật vật, nhưng những thứ tầm thường mà con khỉ đã dùng để ném nó, tỉ như cục đá cũng chỉ có thể khiến nó gầm gừ 2 tiếng rồi thôi. Đặc trưng của nó là da dày thịt béo nên nhịn đòn giỏi lắm, không có gì to tát cả. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, sau đó phát hiện một cảnh vô cùng buồn cười. Lúc này, gấu núi đang bị con khỉ đuổi theo như điên, nhưng nó vẫn không quên cho một chi trước vào miệng liếm tới liếm lui, như thể chân nó ăn ngon lắm vậy. Sau phát hiện này, Dương Bách Xuyên tập trung quan sát kỹ hơn, để rồi lại giật nảy mình, vì hắn đã nhận ra xung quanh có gì đó là lạ, hay nói đúng hơn là trong không khí như thoang thoảng mùi hương thơm đến thấm ruột thấm gan. Do trước kia chưa từng tới đây bao giờ nên lúc đầu hắn mới không để ý, chỉ tưởng đó là hương thơm tỏa ra từ biển hoa to lớn đã vô tình lọt vào mũi hắn thôi. Nhưng lần này, sau một hồi quan sát, hắn phát hiện lúc gấu núi liếm chi trước, một lớp chất lỏng trong suốt dính trên móng của gấu núi sẽ hiện ra, trông giống như nước đường vậy. Nhìn thoáng qua giống như gấu núi đã nhúng chân vào chất lỏng nào đó, múc lên tính ăn, đúng lúc này lại bị đám khỉ rượt theo đòi đánh nên vội vàng bỏ chạy. Trong lúc chạy còn không quên liếm chân mình vài cái. Tới cả những lúc miệng bận rộn gào thét vì bị mấy thứ do con khỉ ném sang như tảng đá hay gì đó đập chúng, nó vẫn không quên thỉnh thoảng lại liếm chân trước của mình một cái, hay nói đúng hơn là ăn thứ chất lỏng nào đó còn sót lại trên đó. Nói gấu núi là gấu tham ăn cũng không quá đáng chút nào. Nhìn khung cảnh trước mặt, trong đầu Dương Bách Xuyên chợt lóe lên một tia sáng, hắn nhớ đến rượu mật hoa. Nếu hắn đoán không sai, hẳn gấu núi đã lẻn vào ổ của con khỉ, trộm rượu mật hoa của chúng, thế nên mới bị đám khỉ dí theo đòi đánh. Về phần đám khỉ đuổi theo đằng sau gấu núi, miệng mấp máy liên tục, có vẻ là đang mắng gấu núi thậm tệ, mặt mày bặm trợn, dữ tợn, như thể không đánh chết tên trộm gấu núi này thì sẽ không bỏ qua. Hai bên đều không dễ chọc. Điều khiến Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ ngạc nhiên là tuy lực phá hủy của đám khỉ và gấu núi cực lớn, nhưng sau khi chúng rời đi, biển hoa thoạt nhìn bị dẫm đạp thê thảm, nhưng thực tế lại không hề hấn gì, sức sống đúng là mãnh liệt quá mức. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên chợt nảy ra ý định, hay là rời vài đóa hoa ở đây vào trồng trong không gian của bình càn khôn nhỉ. Dựa theo lời của ngũ sắc thần nghiêu, gấu núi cũng có bầy, nhưng số lượng không nhiều, bản thân chúng cũng không phải kiểu sống bầy đàn như khỉ, mà thích đơn đả độc đấu hơn, giờ xem ra đúng là như thế thật. Chẳng mấy chốc thì cảnh đất rung núi chuyển đã hết. Sau khi nhìn thấy đám khỉ đuổi đánh gấu núi đi xa, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đang lơ lửng trên trời mới chịu đáp xuống dưới. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn khắp bốn phía, sau đó dừng tầm mắt lại trước một gốc hoa bị đạp gãy, trong mắt lóe lên tia sáng, chân cũng bước nhanh lại gần. Hắn phát hiện trên thân gốc hoa bị gấu núi đạp gãy này có đọng một giọt chất lỏng trong suốt, hẳn là thứ dính trên chi trước của gấu núi, tức là rượu mật hoa mà gấu núi đã trộm được trong ổ của đám khỉ. Có lẽ lúc nãy, khi bị đám khỉ đuổi theo, một giọt chất lỏng trên chi trước của gấu núi đã vô tình rơi xuống, cuối cùng đọng lại trên gốc hoa này. Đây là... Mai Tỷ thấy Dương Bách Xuyên cứ nhìn chằm chằm gốc hoa bị đạp gãy hoài không chớp mắt thì tò mò nhìn theo, sau đó cũng phát hiện chất lỏng trong suốt trên đó. Đến đây, nàng ấy cũng đoán ra được. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, tuy mùi rượu rất nhạt, nhưng ta đoán hẳn là rượu mật hoa, không sai được đâu.
Gấu núi bị đám khỉ dí theo đòi đánh nhưng vẫn không quên liếm chi trước của mình như đang ăn cái gì, thấy lạ nên ta đã quan sát nó hồi lâu, cuối cùng phát hiện trên chân nó phủ đầy thứ chất lỏng trong suốt này, vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là mật hoa. Đúng là có chút hương rượu, nhưng thứ này thì có tác dụng gì? Mai tỷ hỏi. Dương Bách Xuyên giơ một ngón tay ra, chạm nhẹ vào giọt chất lỏng, từ đầu ngón tay lập tức truyền tới cảm giác nóng bỏng, sau đó chân nguyên trong người tự động chuyển vận, nguyên thần cũng đột ngột mở mắt. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ rằng sau khi nguyên thần trong biển ý thức mở mắt, Hắc Liên đang ngồi yên bất động cũng bất ngờ bật dậy. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hơn cả là giọng của Hắc Liên có hơi lạc đi vì phấn khích, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nghe Hắc Liên nói vậy, Dương Bách Xuyên cũng hơi sửng sốt. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tất nhiên hắn đã từng nghe qua cụm từ này rồi. Theo như hắn nhớ thì các câu chuyện thần thoại xa xưa kể rằng trong hội bàn đào, thứ bảo vật quý giá nhất mà Vương Mẫu Nương Nương từng dùng để chiêu đãi các tiên gia chính là các loại rượu tiên, giá trị của nó không thua kém gì đào tiên cả. Bởi vì chỉ cần người phàm uống phải cũng có thể hóa thành tiên, công dụng kỳ diệu như thế, không phải chí bảo của tiên giới thì là gì. Nhưng rốt cuộc trông nó thế nào, có tác dụng là gì thì Dương Bách Xuyên cũng không biết. Nhưng giờ phút này, rõ ràng hắn chỉ mới dùng ngón tay chạm nhẹ chút thôi mà chân nguyên trong người đã tự động chuyển vận, nguyên thần mở mắt, thậm chí tới cả Hắc Liên cũng để lộ vẻ phấn khích tột độ, xem ra nó là bảo bối thật. Giờ lại nghe Hắc Liên thốt ra bốn chữ Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Trái tim Dương Bách Xuyên lập tức run lên, nói thầm trong đầu, Hắc Liên à, đây chỉ là một loại rượu mật hoa thôi, hẳn không phải Quỳnh Tương Ngọc Dịch gì đó đâu ha. Nhưng Hắc Liên lại trả lời rằng, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ là cách gọi chung của những loại chất lỏng quý giá chứa một lượng lớn tinh chất của thiên địa mà thôi. Từ tiên giới cổ đại, con người ta đã biết dùng các loại chí bảo như linh quả, linh ngọc. Trong thiên địa để chiết xuất tinh chất, nhờ hương vị ngọt lành, thanh mát, lại có thể tăng tiến pháp lực. Tu vi, cũng như phát triển thần hồn lực. Thế nên các đại năng xa xưa đã đặt tên cho chúng là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tượng trưng cho toàn bộ những thứ bảo vật ở dạng chất lỏng được tinh luyện ra của tiên giới. Tóm lại Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ là một cách gọi chung, nói chính xác hơn thì đó chính là sản vật của tiên gia. Với tu chân giới mà nói, lực lượng ẩn chứa trong thứ này đã vượt xa thứ sức mạnh mà những sinh vật tu chân xuất sắc nhất có thể tạo ra được, có gọi chúng là thiên địa Quỳnh Tương cũng không hề quá. Ngươi nhất định phải nghĩ cách giành được chúng, vì có thể sẽ mang lại cho ngươi lợi ích to lớn hơn cả những gì ngươi tưởng tượng ra được đấy. Lần trước, ngươi từng nhắc tới chuyện chữa trị yêu đan của Điêu Nhi, tuy ta không thể khẳng định chắc chắn, nhưng trong thứ đó có chứa một lượng tiên linh lực khổng lồ giúp gia tăng sức mạnh thần hồn, thế nên hẳn là cũng có tác dụng với yêu đan của Điêu Nhi. Trên hết là nó cũng có ích cho ta, nếu được thì nghĩ cách lấy nhiều một chút, trong lúc cấp bách ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Nghe Hắc Liên giải thích xong, Dương Bách Xuyên cũng không kiềm được mà siêu lòng, mục đích của chuyến đi lần này đúng là để tìm biện pháp chữa trị yêu đan cho Điêu Nhi, thế nên nếu Hắc Liên đã nói có lẽ rượu mật hoa sẽ có lợi cho Điêu Nhi, tất nhiên Dương Bách Xuyên khả sẽ không bỏ qua. Huống hồ chi đó còn là một trong những điều kiện để bản thân ra khỏi đây, thế là hắn lập tức đồng ý, được, tới lúc đó có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của ngươi đấy. Sau khi được Hắc Liên phổ cập kiến thức cho, Dương Bách Xuyên mới biết rốt cuộc Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong truyền thuyết là thứ gì. Hóa ra là bảo bối được các tiên gia tinh luyện mà thành. Tuy thứ ở đây chỉ là rượu mật hoa do con khỉ trưng cất, con khỉ cũng chỉ là loài khỉ bình thường, nhưng lại là loại đã biến dị nhờ pháp tắc thần thông của Lam Tâm Tiên Vương. Mà nguyên thế giới này chính là vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, nghĩa là tiên gia rồi còn gì. Chưa biết chừng mục đích thật sự của Lam Tâm Tiên Vương là sản xuất Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng nên. Nếu nghĩ theo cách này thì không còn nghi ngờ gì nữa, rượu mật hoa chính là Quỳnh Tương hàng thật giá thật của tiên giới rồi. Thứ rượu mật hoa vừa lộ diện lại là Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong miệng Hắc Liên, vậy một loại tinh chất mật khác thì sao? Đó lại là bảo vật gì đây? Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Tóm lại, hiện tại Dương Bách Xuyên đã quyết định, bất kể thế nào cũng phải giành được rượu mật hoa và tinh chất mật vào tay. Sau khi được một vị tiên vương cải tạo, từ một thứ bình thường và loài khỉ tầm thường bỗng chốc đã hóa thành vật của tiên gia, điều này đã giúp Dương Bách Xuyên hiểu biết hơn về năng lực của tiên gia, cũng càng thêm hướng tới chuyện thành tiên. Trước kia, hắn không hề có chút khái niệm nào về chữ tiên này cả. Nhưng hiện tại, thông qua nơi này, hắn đã thấy được một góc núi băng ẩn sau tấm mạng che mặt bí ẩn.
Vì vậy lòng bỗng có chút chờ mong. Ông cụ từng nói với hắn rằng, khi phi thăng thành tiên, tuổi thọ của hắn sẽ sánh ngang trời đất, tức thật sự được trường sinh. Lúc trước hắn không mường tượng ra nổi, nhưng bây giờ. Trong lúc Dương Bách Xuyên trò chuyện với Hắc Liên trong đầu, Mai Tỷ đứng bên cạnh bỗng ngạc nhiên gọi hắn, "A, Xuyên tử mau tới xem kìa." Bị Mai Tỷ cắt ngang, Dương Bách Xuyên nhanh chóng hoàn hồn, đưa mắt nhìn theo, sau đó phát hiện cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Ở miệng vết gãy của gốc hoa bị gấu núi giẫm đạp thế mà đã mọc ra một chồi non mới, hơn nữa còn đang phát triển với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, đúng là kỳ tích mà. Trong cả biển hoa này, gốc hoa bị gấu núi đạp gãy chỉ là một gốc hoa nhỏ bé, cao tầm một người lớn, thân cây thô cỡ cánh tay con nít, nếu so với mấy đại thụ che trời rợp đất xung quanh thì nó chẳng khác nào một con kiến bé xíu. Thế mà chỉ trong chớp mắt, nó đã thay đổi chóng mặt, lớn nhanh như phỗng. Vài phút sau, gốc hoa kia đã lắc mình hóa thành một cái cây cao tầm 50, 60 mét, đường kính tận 1 mét, hơn nữa còn kết nụ, nở bung thành một đóa hoa đèn lồng to lớn, đến tận đây mới chịu dừng lại, không phát triển thêm nữa. Sự biến đổi này đáng được xưng là kỳ tích. Và Dương Bách Xuyên biết, tất cả chỉ là nhờ một giọt rượu mật hoa trên móng gấu núi vô tình nhỏ trúng một gốc hoa nhỏ bé, thế mà lại dẫn đến sự thay đổi lớn tới vậy. Giờ, Dương Bách Xuyên đã lờ mờ nhận ra tại sao các gốc cây ở biển hoa này lại to lớn tới vậy, hẳn là do cảnh tượng ban nãy đã được lặp đi lặp lại không ít lần. Và rượu mật hoa của tộc khỉ mà gấu núi đã ăn vụng, hay đúng hơn là tinh chất mật. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh quỳnh tương ngọc dịch dính đầy trên người gấu núi đã vô tình rơi xuống biển hoa này, khiến cây cỏ ở đây phát sinh biến dị. Hoặc cũng có thể lý do con khỉ và gấu núi lại cao lớn tới vậy chính là nhờ tác dụng của thứ mật này. Tóm lại, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đã cùng chứng kiến một kỳ tích, hay nói đúng hơn là nhìn thấy sự thần kỳ của rượu mật hoa. Hiện, cả hai đều đã biết rượu mật hoa cùng tinh chất ong mật chắc chắn là thứ tốt, thế nên với Dương Bách Xuyên mà nói, dù không phải điều kiện thoát khỏi đây thì hắn cũng sẽ nghĩ cách giành lấy cho bằng được. Đương lúc Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ trợn mắt nhìn gốc hoa bị đạp gãy trước mắt bỗng nảy chồi, lớn phồng lên thành một gốc đại thụ che trời chỉ trong nháy mắt thì mặt đất bỗng rung lên lần nữa. Nhờ kinh nghiệm ban nãy nên lần này, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ không chút do dự mà nhảy vọt lên giữa trời. Hiển nhiên đám khỉ và gấu núi đã chạy ngược trở về. Không ngoài dự đoán, biển hoa ở xa xa chợt lay động kịch liệt, sau đó là sự xuất hiện của 7-8 con khỉ. Chúng linh hoạt xuyên qua từng gốc hoa khổng lồ, nhanh chân chạy như bay về phía trước. Còn con gấu núi kia thì vừa chạy tứ lung tung, vừa há miệng gào thét. Nhưng dù là gấu núi hay con khỉ thì dáng vẻ của chúng lúc này trông chẳng khác nào đang sợ hãi chạy trốn khỏi thứ gì đó. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ vẫn không hiểu mô tê gì thì tai bỗng nghe thấy tiếng vù vù như cánh trực thăng đang quay. Chao ôi, Xuyên tử à, là ong mật khổng lồ đó. Đúng lúc này, Mai Tỷ chợt mở miệng nói với giọng hoảng sợ tột độ, đến nỗi cứ lắp bắp hoài. Nghe thấy vậy, Dương Bách Xuyên vội quay đầu lại. Sau đó bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ chết khiếp, khóe miệng giật liên hồi, áng mây đen to lớn ở phía chân trời bên kia hóa ra lại là một đàn ong mật với con nào con nấy to như con trâu vậy. Thân chúng có màu vàng đất, trông không khác gì loài ong bình thường, vấn đề là kích thước thật sự quá lớn. Con não cũng to đùng như con trâu luôn ấy. Tới cả cây kim phía sau đuôi cũng dài cả mét, nhìn mà nổi cả gai óc. Chạy mau! Mai Tỷ hét lớn. Hai người lập tức bay vụt sang chỗ khác, họ không sợ đàn ong này, nhưng tránh được thì cứ tránh, chứ mà cứ đứng yên đợi nguyên bầy ong khổng lồ này lao tới, rồi lỡ chẳng may bị đốt chúng thì chắc chắn sẽ khó chịu lắm cho xem. Dù không phải yêu thú hay yêu trùng gì, nhưng loài ong mật khổng lồ thế này không phải hạng dễ xơi đâu, với cả nếu đã bị biến dị thì tất nhiên trên người sẽ có điểm gì đó đặc biệt rồi. Vậy nên được thì cứ đề phòng vẫn hơn. Từ xa đã có thể nhận ra tốc độ của chúng không hề chậm. Cả khỉ lẫn gấu đều chỉ còn nước ôm đầu chạy loạn. Hiển nhiên bọn nó cũng rất kiêng dè đại quân ong mật. Mà cũng khó trách, ngoài tự nhiên thì những loài có cánh trời sinh đã chiếm ưu thế cực lớn mà. Nhưng nếu so một cách tương đối thì tuy trông bộ dạng của khỉ và gấu nâu có hơi chật vật thật, nhưng chúng lại có ưu thế tuyệt đối về mặt hình thể, thế nên ngoài bị bầy ong dí chạy bán sống bán chết ra thì không chịu bất cứ tổn thương nặng nề nào. Bass bass. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ vừa bay ra xa, cách khỉ và gấu núi tầm hơn 100 mét,
thật không ngờ bên tai đã chuyển tới tiếng đập cánh của loài ong. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, hai người phát hiện có ba con ong mật to như trâu đang phi thẳng về phía họ. Chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã bị bầy ong nhắm đến, còn lặng lẽ sai ba con ong mật to tướng xông tới xử lý nữa. Dương Bách Xuyên hừ nhẹ một tiếng, kiếm đầu long tức khắc xuất hiện trong tay, nguyên bầy ong may ra mới dọa được hắn, chứ dăm ba con lạc đàn thì có gì phải sợ. Ngay sau đó, hắn vung kiếm, phóng thích kiếm khí tung hoành ngang dọc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau ba kiếm liên tục, ba con ong mật to tướng đã bị hắn chém thành hai nửa, rơi lả tả từ giữa không trung xuống đất. Ầm ầm ầm. Xác ba con ong rơi xuống, đè trúng một đóa hoa khổng lồ, tạo thành âm thanh trầm đục. Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn thì khủng bố lắm nhưng sức chiến đấu lại bằng không, ha ha. Dương Bách Xuyên đắc ý nói. Hắn chỉ định khoe khoang vài câu trước mặt Mai Tỷ thôi, nhưng chẳng những không được Mai Tỷ khen, trái lại còn bị tạt cho một xô nước lạnh. Xuyên tử à, hình như vui mừng hơi sớm thì phải, nhờ đệ mà chúng ta đã chọc phải phiền phức lớn rồi đấy. Mai Tỷ âu sầu nói. Sao vậy? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Đệ nhìn xuống biển hoa bên dưới đi. Mai Tỷ mở miệng, bảo Dương Bách Xuyên cúi đầu xem thử. Dương Bách Xuyên cụp mắt nhìn. Sau đó phát hiện ở biển hoa bên dưới, có vô số đóa hoa to lớn đang nghiêng ngả, lảo đảo, thế rồi, từ trong các đóa hoa kia lần lượt chui ra vô số ong mật, chúng đập cánh bay lên, có vẻ là đang nhắm về phía hắn và Mai Tỷ. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên đã hiểu, hóa ra ẩn núp bên trong mỗi một đóa hoa khổng lồ là một con ong mật đang miệt mài hút mật, hành động chém giết ba con ong ban nãy của hắn đã làm kinh động chúng nó. Thật đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ theo nghĩa đen mà. Tình hình không ổn rồi, chúng ta mau tìm chỗ nào ẩn núp đi, đừng thu hút sự chú ý của chúng. Dương Bách Xuyên xấu hổ nói với Mai Tỷ. Sợ là không có chỗ để trốn đâu, chuẩn bị khổ chiến thôi. Mai Tỷ cười khổ đáp. Dương Bách Xuyên có chút bối rối, nhưng sau đó lập tức hiểu ra điều nàng ấy nói không hề sai. Lúc này, biển hoa bên dưới như dậy sóng, từng đóa hoa khổng lồ đung đưa mãnh liệt. Ngay sau đó, vô số con ong mật to lớn lũ lượt bay ra từ biển hoa. Bắt bắt bắt. Bầy ong che trời lấp đất hiện ra, làm chấn động cả một biển hoa rộng lớn. Như vậy thì đúng là dù muốn chạy cũng không có trốn thật. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên chỉ thấy tê tái cả da đầu. Bởi vì hắn và Mai Tỷ đã bị bao vây hoàn toàn. Giờ thì hay rồi, chỉ còn nước nghênh chiến thôi. Có điều trong ấn tượng của Dương Bách Xuyên, đám ong mật to như con trâu này thật ra chẳng mạnh gì cả, điều phiền phức duy nhất là số lượng quá đông, còn thích kéo bè kéo phái. Nếu vậy thì xông lên giết thôi, trong mắt Dương Bách Xuyên, chúng cũng chỉ là một đám ong mật có kích thước lớn hơn bình thường, không phải yêu thú, thực lực cũng chẳng cao cường, có gì phải sợ chứ. Bắt bắt, phụt phụt phụt, mặt mày Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ lập tức biến sắc. Mai Tỷ, mau phòng thủ, Dương Bách Xuyên hét lớn. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ đám ong mật này lại biết bắn tên. Nhìn sơ thì chắc phải khoảng trăm tiệu mũi tên nhọn hoắc, không đúng, phải là cây kim sau đuôi của ong mật, bay về phía họ với tốc độ cực nhanh. Tạm thời vẫn chưa biết bên trên có độc không, nhưng mới nghĩ đến chuyện bị chúng đâm trúng người thôi là đủ thấy khó chịu và đau đớn rồi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa chuyển vận chân nguyên bên ngoài cơ thể, tạo thành một lá chắn phòng ngự từ chân nguyên. Về phần Mai Tỷ, không cần hắn nhắc nhở thì nàng ấy cũng đã phòng thủ kín mít rồi. Bộp bộp bộp, làn kim rậm rạp như cơn mưa nặng hạt rơi thẳng về phía hai người, phát ra tiếng xé gió nặng nề. Cũng may tu vi của hai người đều rất cao cường, thế nên mấy chục nghìn cây kim do ong mật phóng ra đều bị ngăn lại bên ngoài lớp phòng ngự bằng chân nguyên. Nhưng Dương Bách Xuyên biết, nếu bản thân không phản đòn thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, thế là hừ khẽ một tiếng, tung chiêu kiếm đổ long sơ cấp. Kiếm khí tỏa ra khắp bốn phía, mỗi lần chạm trán với con ong mật khổng lồ nào cũng đều nhanh chóng chém nó thành tám khối, rơi lả tả xuống đất. Dương Bách Xuyên lập tức chấp lấy thời cơ, đẩy nhẹ Mai Tỷ ra hiệu mau tiến về phía trước. Dù sao cũng không thể ngồi đây chờ bị đánh được. Lúc này, toàn bộ phía chân trời đã bị bầy ong chiếm trọn, Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn quanh, chỉ có mỗi ngọn núi nơi tộc khỉ ở là không có ong mật, bèn nhanh chóng tung người bay về phía ngọn núi đó. Thứ nhất có thể tránh sự truy đuổi của ong mật, thứ hai là tiện đường, vì dù sao hắn cũng phải tới chỗ đám khỉ để tìm rượu mật hoa mà.
với cả cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Vài phút sau, khi mà Dương Bách Xuyên đã nhún hết cả tay vì chém giết quá nhiều ong mật, họ cũng đã tới được núi của tộc khỉ. Sau khi cùng Mai Tỷ đáp xuống đất, cả hai không chút do dự leo lên núi. Sao sao sao? Hai người vừa tiến vào ngọn núi nơi tộc khỉ ở thì ong mật tức khắc dừng lại, không đuổi theo nữa. Sau khi lên núi, ngoài mấy nhánh hoa, ngọn cỏ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những đại thụ che trời xuất hiện. Có điều bốn phía hơi yên tĩnh, hoàn toàn không giống một ngọn núi nơi loài khỉ sinh sống. Nhờ phước ong mật, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đã có cơ hội tiến vào ngọn núi của khỉ, nhưng sau khi cảm giác được sự tĩnh lặng bất thường ở đây, họ lại càng thêm đề cao cảnh giác. Hai người thận trọng bước từng bước, đi vào sâu trong núi. Hang ổ của đàn khỉ chắc chắn ở nơi đâu đó trong ngọn núi này, chỉ còn nước chậm rãi tìm kiếm thôi. Thật ra lúc đầu họ tính phóng thần thức tìm cho nhanh, nào ngờ sau khi lên núi, hai người bỗng phát hiện nơi này có thứ gì đó hạn chế thần thức, không thể sử dụng được, thế nên chỉ đành dựa vào hai mắt mà tìm kiếm. Với các tu sĩ mà nói, một ngọn núi lớn chẳng là cái đinh gì, nhưng nếu ngọn núi đó nghiêm cấm thần thức, còn không được bay, vậy thì nó lớn thật rồi đấy. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đi suốt một tiếng đồng hồ, thế mà lại không chạm mặt bất cứ con khỉ nào, thật sự quá kỳ lạ. Nhưng tạm thời họ không nghĩ nhiều, vì lúc còn đứng bên ngoài, thoạt nhìn ngọn núi phải cao trăm nghìn trượng là ít, và với cách đi đường của họ lúc này thì nó thật sự quá rộng lớn. Tính đến hiện tại thì họ mới xuất phát chưa bao lâu, thế nên cứ đi tiếp về phía trước xem sao, nếu thật sự không đụng phải con khỉ nào, vậy một là do số lượng bầy khỉ quá ít, hai là tất cả đều đang núp trong hang, không ra ngoài hoạt động. Cứ thế, hai người dạo bước trong khu rừng nguyên thủy này tận 10 ngày, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng gầm rú. Gừ, lắng tai nghe kỹ, hắn phát hiện đó là tiếng gấu núi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu, Mai Tỷ à, tỷ có nghe thấy không, hình như là tiếng giống của gấu núi thì phải, với cả không chỉ có một con thôi đâu. Chẳng lẽ chúng ta đi lộn núi, ngọn núi này là sào huyệt của gấu núi chăng? Mai Tỷ lại khẳng định chắc nịch, không thể nào, nơi này chính là Tây Sơn mà, ngũ sắc nghiêu dặn rất kỹ, không sai được đâu. Tiếng giống này có vẻ cách đây không xa, hay là chúng ta cứ qua đó xem thử là biết liền chứ gì? Sao sao sao? Tầm một tiếng sau, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ ra khỏi khu rừng, trước mắt hiện lên một khu đất trống trải. Nơi đó có hơn 30 con gấu núi và mấy trăm con khỉ đang đánh nhau kịch liệt. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng. Xem ra chúng ta cũng may mắn đó chứ, hôm nay là ngày gấu núi tới trộm rượu mật hoa của tộc khỉ, tỷ xem đằng kia. Dương Bách Xuyên chỉ tay vào một hang động lớn, đồng thời nói với Mai Tỷ. Chỗ đó hẳn là nơi ở của tộc khỉ. Mai Tỷ đáp, xem ra đúng vậy thật. Dựa theo mùi hương tản xung quanh thì khả năng cao là trong hang động đang cất chứa rượu mật hoa của tộc khỉ, chúng ta phải tìm cách lẻn vào mới được. Đối với Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ mà nói, điều kiện để tiến vào hang khỉ đã có, tiếp theo phải nghĩ cách thâm nhập vào sơn động của hầu tộc lấy rượu mật hoa. Mặc dù gấu núi và đàn khỉ đang đại chiến ở cửa sơn động, điều kiện thu hút hỏa lực đã thành hình, nhưng muốn vào trong vẫn rất khó, bởi vì dù sao nơi này cũng là hang khỉ. Ai mà biết được bên trong sơn động còn có bao nhiêu con khỉ. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, điều kiện trước mắt đã đủ rồi, cho dù không có gấu núi thì hắn cũng phải đi vào hang khỉ. Dương Bách Xuyên quan sát xung quanh, ánh mặt chợt sáng ngời. Hắn nhìn thấy phía trên sơn động có một bụi cây không biết là cây gì, nhưng có thể che chắn cơ thể, hắn có thể lẻn vào trong từ chỗ thông gió trên đỉnh núi. Cả sơn động vô cùng rộng lớn, thoạt nhìn có đường kính mấy trăm mét. Nhưng hiện tại tất cả khỉ đang đánh nhau với gấu núi ngoài cửa động, xác suất lẻn vào thành công không lớn, sẽ chỉ dẫn tới sự tấn công của bầy khỉ mà thôi. Chỉ có một cách là đi vòng lên phía trên sơn động rồi nương theo khóm cây lẻn vào trong. Sau khi Dương Bách Xuyên bàn bạc với Mai Tỷ, hai người quyết định lén lút đi đường vòng. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ men theo sườn núi, đi tới bụi cỏ phía trên cửa hang. Hai người ẩn đi khí tức toàn thân. Sau đó rón rén bỏ vào trong sơn động, treo ngược trên trần sơn động, hai tay cắm chặt vào nham thạch trong sườn núi, chậm rãi di chuyển. Thân là tu sĩ, đương nhiên Dương Bách Xuyên có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào sơn động của khỉ. Mặc dù hắn cứ cảm thấy kỳ kỳ, trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng khi gặp phải một bầy khỉ và gấu núi, không phải yêu thú cũng không phải sinh linh tiên linh, mình lại phải lén la lén lút.
nhưng không còn cách nào khác, sau khi chứng kiến sức mạnh lớn vô hạn của khỉ và gấu núi, Dương Bách Xuyên thật sự không dám đối đầu chính diện. Nơi này là vườn hoa mênh mông có nhân vật cấp bậc tiên vương, tất cả mọi thứ không phải là sự vật ở tu chân giới có thể đánh giá, cẩn thận mới có thể dùng thuyền vạn năm. Và lại mục đích của hắn là rượu mật hoa chứ không phải đánh nhau với khỉ và gấu núi. Cả sơn động lớn lạ thường, hơn nữa ánh sáng trong sơn động rất tốt. Sau khi lén lút lẻn vào, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đáp xuống đất. Tiếp đó, hai người phát hiện trong toàn bộ sơn động đều có một loại hoa khổng lồ phát ra ánh sáng màu bạc có tác dụng chiếu sáng, không khỏi thầm cảm thán xem ra khỉ ở đây không phải là không có trí khôn. Rõ ràng là hoa ở đây được trồng để chiếu sáng. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đi trong sơn động ngắm nhìn từng bông hoa nở rộ chiếu sáng, ngắm thạch nhũ treo ngược trên trần hang động, giống như đi vào một thế giới cổ tích. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại thì thấy cả thế giới này tựa như thế giới cổ tích vậy. Thật sự không thể tưởng tượng được vị Lam Tâm Tiên Vương đã xây dựng nên nơi này là vị thần tiên như thế nào, không biết sau này hắn có thể gặp đối phương hay không, hoặc có thể nói là nàng ấy còn ở tiên giới hay không. Nếu còn, hắn rất muốn gặp nàng ấy. Rõ ràng là Lam Tâm Tiên Vương có trái tim thiếu nữ. Đi trong sơn động rộng lớn, cả Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đều tập trung tinh thần cao độ, chỉ sợ có khỉ nhảy ra tập kích. May mà hai người đi hồi lâu vẫn không thấy con khỉ nào xuất hiện, vì vậy hai người đều thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng lũ khỉ đã huy động toàn bộ lực lượng ra ngoài đối phó với gấu núi rồi. Đối với bọn họ thì đây là chuyện tốt, đi thẳng vào trong tìm rượu mật hoa, lấy trộm mang ra ngoài rồi chạy biến, thế là xong việc. Tuy nhiên, chuyện kế tiếp xảy ra khiến Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nhận ra bọn họ nghĩ quá đơn giản. Nửa canh giờ sau, hai người dừng bước trước sơn động thạch nhũ vô cùng rực rỡ. Khoang mũi người thấy hương rượu ngào ngạt, lỗ chân lông trên người đều mở rộng, hít sâu một hơi cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái. Bọn họ biết mình đã tìm được chỗ cất rượu mật hoa. Hẳn là bên trong sơn động được tạo thành từ thạch nhũ sặc sỡ đủ màu ở ngay trước mắt. Nhưng cách rất xa mà bọn họ vẫn nhìn thấy có hai con khỉ già canh gác trước cửa động. Quả nhiên chúng ta nghĩ quá đơn giản, lũ khỉ không huy động toàn bộ lực lượng ra ngoài mà vẫn để lại khỉ trông coi, may mà chỉ có hai con khỉ, không khó đối phó. Vậy để ta dụ hai con khỉ đi, dễ vào trong lấy rượu mật hoa. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thì thấy cũng ổn, hiện tại chỉ có thể phân công hành động, hơn nữa hắn không cảm nhận được trên người hai con khỉ già cao hơn 9 mét kia có dao động năng lượng. Chắc hẳn chúng cũng giống những con khỉ bên ngoài, đều là khỉ bình thường, chẳng qua sức mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Được, vậy tỷ cẩn thận nhé. Dương Bách Xuyên gật đầu đồng ý. Ừ, ta biết rồi, đệ cũng cẩn thận nhé. Mai tỷ nói xong, vèo một cái đã từ khúc rẽ xông ra ngoài, tới thẳng trước cửa động nơi hai con khỉ già canh giữ. Két, gừ. Ngay sau đó hai con khỉ già phát hiện ra Mai tỷ, giận dữ thét dài. Dương Bách Xuyên núp ở một bên quan sát, hắn đang chờ cơ hội, chờ Mai Tỷ dụ được hai con khỉ già ra ngoài thì sẽ lập tức xông vào trong. Mai Tỷ trực tiếp ra tay với hai con khỉ già, không hóa thành bản thể, tung ra hai chưởng tấn công bọn chúng. Hai con khỉ già cũng lập tức lao về phía Mai Tỷ, một trái một phải tấn công nàng ấy. Ầm ầm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai con khỉ già trực tiếp duỗi bàn tay to tóm lấy hai chưởng chân nguyên mà Mai Tỷ đánh ra. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai con khỉ già bẻ gãy đại trường yêu nguyên của Mai Tỷ. Cảnh tượng này khiến mí mắt Dương Bách Xuyên giật điên cuồng. Trực tiếp dùng bàn tay bằng da bằng thịt đỡ trường nguyên khí của Mai Tỷ, nhục thể phải mạnh cỡ nào mới dám làm vậy. Với thực lực tu vi hiện tại của Mai Tỷ, đến bản thân hắn cũng không dám liều lĩnh dùng nhục thể đỡ trường yêu nguyên của Mai Tỷ. Nhưng dưới cái nhìn đăm đăm của Dương Bách Xuyên, hai con khỉ già lại dễ dàng hóa giải hai chưởng của Mai Tỷ. Thực lực nhục thể mạnh như vậy làm cho Dương Bách Xuyên giật thót tim. Trong lúc hắn đang cân nhắc xem mình có cần ra tay hay không, một tiếng rồng gầm vang lên. Growl! Thoát cái Mai Tỷ đã biến ra bản thể chân long. Có lẽ nàng ấy cũng nhận thấy hai con khỉ già khó giải quyết nên không giữ thực lực nữa, mà trực tiếp biến ra bản thể luôn. Cùng lúc đó, nàng ấy truyền âm cho Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên. Ta có thể đối phó, đệ mau vào đi. Nghe Mai Tỷ nói vậy, Dương Bách Xuyên không do dự nữa, lập tức lách mình xông thẳng vào trong sơn động được tạo thành từ thạch nhũ. Hắn biết Mai Tỷ nói như vậy tức là nắm chắc có thể đối phó với hai con khỉ già. Một khắc sau,
Dương Bách Xuyên biến thành một bóng mờ xông thẳng vào sâu bên trong. Phía sau là cuộc chiến giữa Mai Tỷ và hai con khỉ già đang dần nhỏ lại, mà hắn đã vào sâu 100 mét. Hương rượu càng lúc càng nồng, Dương Bách Xuyên biết hẳn là đến nơi. Sơn động sặc sỡ hoàn toàn được tạo thành từ thạch nhũ, sau khi Dương Bách Xuyên rẽ, trong tầm mắt xuất hiện một đại sảnh rộng khoảng 300 mét vuông. Cả đại sảnh cao chừng hơn 30 mét, nhỏ hơn sơn động rộng lớn bên ngoài rất nhiều, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì nơi này vẫn rất lớn. Ở đây không cửa ra hoặc cửa vào nào khác, đã đến trung tâm rồi. Dương Bách Xuyên thấy bên trong đại sảnh rộng 300 mét vuông này, bốn bề đều là thạch nhũ lấp lánh, thạch nhũ treo ngược trên trần đại sảnh không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới tạo thành. Chắc là mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm hoặc lâu hơn thì mới hình thành thạch nhũ sáng lấp lánh như vậy. Làm cho cả đại sảnh phản chiếu trong một khung cảnh sáng lấp lánh, có thể nói là kỳ tích. Trung tâm là một cái hồ hình tròn có đường kính 30 mét, từng giọt dung dịch thạch nhũ tràn đầy linh khí vô cùng đậm đặc nhỏ vào trong hồ. Trái tim Dương Bách Xuyên bắt đầu đập dồn dập. Sau khi nhìn thấy dung dịch thạch nhũ ở đây, hắn phát hiện ra chúng còn tốt hơn thạch nhũ 10 vạn năm mà Hiên Viên Hoàng đế tặng cho hắn để chữa trị đan điền cho em gái Dương San San, chắc chắn là dung dịch thạch nhũ mất ít nhất 100 vạn năm mới hình thành. Đây chưa phải là điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Xung quanh hồ dung dịch thạch nhũ ở trung tâm đại sảnh có một đống hoa tầng tầng lớp lớp, bên trong có mật hoa đủ màu đủ dạng đang chảy vào hồ, hòa lẫn với dung dịch thạch nhũ. Hoa ở đây chất thành núi, có cũ có mới, xem ra là lũ khỉ hái ở bên ngoài mang về để ở đây. Trong những bông hoa này đều có dịch hoa hoặc mật hoa tự nhiên, chất đống ở đây quanh năm suốt tháng tất nhiên sẽ lên men, sau đó tạo thành rượu mật hoa. Dung dịch thạch nhũ vạn năm và mật hoa hấp thu tinh hoa đất trời nơi này lên men, qua nhiều năm đã tạo thành chí bảo Quỳnh Tương Ngọc Dịch theo cách nói của Hắc Liên. Sử dụng linh vật thiên địa cỡ này, bảo sao lũ khỉ ở đây lại có sức lực lớn vô tận. Cách rất xa mà Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được khi ở cạnh hồ rượu tràn đầy tinh hoa đất trời này, chân nguyên trong cơ thể mình đang vận chuyển nhanh chóng, bắt đầu tăng lên từng chút một. Hắn nhìn hồ linh tử, không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết hiện tại mục đích của mình là mau chóng thu thập rượu mật hoa ở đây, thời gian không thể quá lâu, không biết Mai Tỷ có thể kéo dài bao lâu. Chưa kể bên ngoài có một bầy khỉ và gấu núi, nói không chừng bầy khỉ sẽ trở về, đến lúc đó thì phiền to. Hắn nhấc chân đi về phía trước. Nhưng khi hắn sắp đi đến cạnh hồ rượu, trong sơn động vang lên một tiếng kêu. Két! Tiếng kêu vô cùng chói tai. Dương Bách Xuyên rợn tóc gáy. Vội vàng dừng lại nhìn xung quanh. Vừa nãy khi tiến vào hắn đã quan sát, không phát hiện thấy ở đại sảnh này có sinh linh nào khác. Nhưng bây giờ lại đột nhiên vang lên tiếng kêu chứng tỏ có sinh linh khác ở đây, chẳng qua là hắn không phát hiện ra mà thôi. Sinh linh có thể khiến hắn không phát hiện ra tuyệt đối không đơn giản. Rõ ràng là hắn không phát hiện ra ở đây có khỉ, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng khỉ kêu chói tai. Nghe ra ý cảnh cáo rõ ràng. Tựa như đang nói Dương Bách Xuyên không được đến gần. Dương Bách Xuyên dừng bước, tay cầm kiếm đồ long, cảnh giác quan sát. Hắn nhìn quanh một vòng mà không phát hiện được gì. Điều này làm hắn hơi hoang mang. Lẽ nào là ảo giác? Dương Bách Xuyên lắc đầu, cho rằng không có khả năng. Với tu vi cấp bậc hiện tại của hắn, làm sao có thể nghe nhầm được? Nhất định là có sinh linh nào đó, nghe tiếng kêu thì có vẻ là khỉ. Khả năng cao là khỉ canh giữ nơi này. Trong tầm mắt, ngoại trừ những khối thạch nhũ to lớn ở xung quanh ra, Dương Bách Xuyên thật sự không phát hiện ra gì khác. Dương Bách Xuyên cẩn thận hẳn ra, thử tiếp tục tiến lên. Vèo! Hắn vừa mới tiến lên một bước thì có tiếng xé gió vang lên. Hắn vội vàng vung kiếm đồ long lên đỡ. Keng! Ngay sau đó, cánh tay Dương Bách Xuyên tê dần, hắn vội vàng lùi về sau một bước. Trong lòng rời sông lấp biển, hắn nhìn xuống dưới chân, một khối thạch nhũ đã vỡ đôi. Thứ tập kích hắn là một khối thạch nhũ to bằng nắm đấm mà thôi. Nhưng lại làm cho cánh tay hắn tê dần, phải lùi về sau. Có thể thấy lực của khối thạch nhũ không biết bay đến từ đâu này lớn cỡ nào. Dương Bách Xuyên vừa bực tức vừa kinh ngạc. Đường đường là đại thánh chủ phi thăng cảnh, vậy mà ở đây lại bị dọa toát mồ hôi, thấp thỏm lo sợ. Điều quan trọng là hắn không phát hiện ra đối phương đang ẩn náu ở đâu. Đúng là gặp ma mà. Xuất hiện đi. Trong lòng bùng lên lửa giận, tên họ Dương nào đó hét to.
vèo vèo vèo. Tiếng xé gió vèo 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 lại vang lên bên tai, lần này Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra và cũng nghe thấy. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức trở tay vung kiếm khí, dùng hết sức lực. Ầm ầm ầm. Dương Bách Xuyên xoay người, lại thêm ba khối thạch nhũ tập kích hắn. Tốc độ nhanh, lực độ lớn vượt quá tưởng tượng. Bị hắn chém vỡ tan tành. Một giây sau, Dương Bách Xuyên nghiêng người lao tới chỗ cách hắn mấy chục mét, chém vào khối thạch nhũ cao hơn 3 mét. Ầm ầm. Bởi vì hắn nhạy bén cảm giác được đối phương ẩn nấp đằng sau cột thạch nhũ này. Sau tiếng vang lớn, cột đá vỡ vụn. Dương Bách Xuyên nhìn không chớp mắt. Nhưng sau khi cột đá vỡ, hắn không nhìn thấy gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Giờ phút này tên họ Dương nào đó đã triệt để nổi giận, hắn cảm thấy mình bị đùa giỡn. Rất có thể là bị một con khỉ đùa giỡn. Từ trước tới giờ chưa từng có một ai dám đùa giỡn hắn, mấy ngày nay đã phá kỷ lục rồi. Địch, đừng để ta bắt được ngươi. Tên họ Dương nào đó tức giận đến nỗi la to. Hắn nổi tính tàn nhẫn, thân hình khẽ động hóa thành một bóng mờ, bắt đầu tìm kiếm khắp không gian đại sảnh rộng hơn 300 mét vuông. Cả không gian không có thứ gì khác, bốn bề toàn là các cột thạch nhũ đủ mọi kích cỡ, cứ tìm từng cột kiểu gì cũng tìm ra. Dương Bách Xuyên bất chấp tất cả, cho dù giáp mặt chính diện, cho dù đối phương cường đại thì sao chứ, đâu phải hắn không có thủ đoạn, hắn không thể nơm nớp đề phòng mãi đúng không? Bị đối phương liên tục đánh lén phá rối, hắn không có thời gian đi lấy rượu. Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, hắn đã tìm một vòng mà không phát hiện được gì, một cái bóng cũng không thấy. Và lại đại sảnh này không lớn lắm, vậy mà hắn tìm một vòng lại chẳng có phát hiện. Điều này chỉ có thể nói lên hai vấn đề. Một là sinh linh đánh lén hắn không có mặt ở đây, nhưng điều này không có khả năng. Trước đó đối phương dùng đá đánh lén hắn là sự thật, ở ngay trong đại sảnh này, vì vậy không có khả năng đối phương không ở đây. Hai là đối phương đang ở trong đại sảnh này, chẳng qua là đã ẩn nấp, hắn không tìm thấy. Nếu là tình huống thứ hai, Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng sợ. Hiện tại tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ. Về cơ bản có thể coi như đã bước chân vào ngưỡng cửa kim tự tháp trong nhóm người tu chân, thực lực mọi mặt đều mạnh. Nếu đối phương ở trong đại sảnh này nhưng hắn không tìm thấy, vậy chứng tỏ đối phương vô cùng mạnh, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp vô cùng cao minh. Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu đối phương ẩn núp trong tối đánh lén hắn, thì hắn đỡ kiểu gì? Âm thầm đánh lén thì hắn không thể phát hiện ra. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Dương Bách Xuyên không tin tà, tiếp tục tìm một vòng nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Lần này hắn sợ thật rồi. Tuy nhiên, không có phát hiện thì chính là không có. Rượu mật hoa đang ở ngay trước mắt, nhưng Dương Bách Xuyên không dám hành động. Chỉ sợ lật thuyền trong mương. Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nhờ Hắc Liên giúp đỡ. Hắn tin rằng Hắc Liên có cách tìm ra đối phương. Hắc Liên, ta cần ngươi giúp đỡ. Dương Bách Xuyên trực tiếp gọi Hắc Liên trong lòng, nói rõ tình huống. Sau đó, hắn nghe thấy Hắc Liên nói, ta cho ngươi mượn lực thần hồn là có thể phá pháp tắc ở đây, ngươi có thể dùng thần thức tìm kiếm. Được, ta muốn xem đối phương là tồn tại gì. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói trong lòng. Có Hắc Liên giúp đỡ, Dương Bách Xuyên tự tin hơn nhiều. Ngay sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong nguyên thần có lực thần hồn cường đại truyền tới. Hắn vội vàng thông qua không gian Hắc Liên phóng lực thần thức ra ngoài. Cả đại sảnh đều bị bao phủ trong thần thức của hắn. Thế nhưng, vẫn không có. Sao lại không có nhỉ? Dương Bách Xuyên nói trong đầu. Ngươi kiểm tra linh chỉ kia đi. Hắc Liên đáp lời. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, đúng vậy. Lúc trước hắn suýt lật tung cả không gian đại sảnh lên. Nhưng không kiểm tra linh chỉ chứa rượu mật hoa. Sau khi được Hắc Liên nhắc nhở, Dương Bách Xuyên lập tức phóng thần thức sang linh chỉ. Một giây sau, hắn sửng sốt. Đúng là có phát hiện. Nhưng, phát hiện này khiến hắn rất bất ngờ. Đúng như Hắc Liên dự đoán, hắn phát hiện ra bên trong linh chỉ chứa rượu mật hoa có một sinh linh duy nhất ở đại sảnh này. Là một con khỉ nhỏ. Điều khiến hắn bất ngờ là con khỉ này hoàn toàn khác những con khỉ cao 8-9 mét bên ngoài. Mọi phương diện đều khác. Đầu tiên là chiều cao. Những con khỉ bên ngoài đều cao 8-9 mét, còn con khỉ trong linh chỉ này chỉ to hơn con chồn một chút, so ra thì nó chính là mê nhĩ hầu.
tiếp đến là màu lông. Những con khỉ bên ngoài đều có bộ lông màu vàng đất, nhưng con Khuri này lại toàn thân trắng như ngọc. Mắt cũng là mắt đen giống con người. Còn có điểm khác biệt nữa là tai. Trong thần thức Dương Bách Xuyên phát hiện ra con khỉ trắng này có 6 cái tai, có 2 đôi tai khá nhỏ giấu ở đằng trước đằng sau cặp tai trái và tai phải trên đầu, cộng lại vừa tròn 6 tai. Thật kỳ lạ. Tất nhiên đây chưa phải là điểm khác biệt lớn nhất. Điểm khác biệt lớn nhất là con khỉ này đang ở bên trong một tảng đá to, trong suốt lấp lánh, nằm dưới đáy linh trì. Trông giống như tảng đá này là một quả trứng dựng dục ra con khỉ này. Tảng đá kín như bưng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ khe hở nào, nhưng bên trong lại có một con khỉ nhỏ trắng như ngọc. Dương Bách Xuyên càng thêm buồn bực, lẽ nào là con khỉ này đánh lén mình trước đó? Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng là con khỉ này giấu mình trong trứng đá, sao có thể đánh lén hắn được? Phải biết rằng lúc nãy kẻ kia đã lén dùng đá đập hắn đấy. Một con khỉ ở trong trứng đá có thể cầm đá ném hắn ư? Dương Bách Xuyên nghi ngờ cực độ. Nhưng lúc này, giọng nói của Hắc Liên vang lên trong đầu hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu. Giọng điệu của Hắc Liên cũng tràn đầy kinh ngạc. Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong lòng Dương Bách Xuyên nổ vang. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, danh tiếng của Lục Nhĩ Mi Hầu như sấm đánh bên tai. Trong bộ phim Tây Du Ký thời thơ ấu, tập phim Lục Nhĩ Mi Hầu và Mỹ Hầu Vương để lại ấn tượng sâu sắc. Mọi người đều biết thủ đoạn và thần thông của Lục Nhĩ Mi Hầu không thua kém gì Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Thậm chí về sau có diễn đàn chuyên thảo luận về chuyện này, tứ hầu hỗn thế mỗi người mỗi vẻ. Bên cạnh Dương Bách Xuyên đã có Hầu Đậu Đậu, sư phụ từng nói Hầu Đậu Đậu là huyết mạch hậu duệ Thông Tí Viên Hầu, nói không chừng sau này nó có thể trở thành Thông Tí Viên Hầu, sở hữu năng lực cái thế thông thiên. Mà bây giờ Hắc Liên lại nói con khỉ trong trứng đá Thạch Anh là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghĩ kỹ thì thấy hình như không phải là không có khả năng, ít nhất là hắn thấy con khỉ trắng này quả thật có 6 cái tai. Giới tu giả là một nơi tràn ngập kỳ tích, kỳ lân phượng hoàng chân long đều có thể xuất hiện, một trong tứ hầu hỗn thế xuất hiện cũng không lấy làm lạ. Nhưng Dương Bách Xuyên thắc mắc con khỉ đánh lén hắn lúc trước có phải con này không? Không có khả năng một con khỉ không đi ra được dùng cục đá đánh lén hắn đúng không? Hắc Liên lên tiếng, lúc ở thời đại hồng hoang, ta từng gặp qua Lục Nhĩ Mi Hầu, sẽ không sai, một trong tứ hầu hỗn thế, không phải là dị trung thiên địa trong ngũ hành tam giới. Những lời này tương đương xác định thân phận của Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Bách Xuyên biết Hắc Liên chính là đóa sen đầu tiên của hồng hoang, nếu nàng đã nói vậy chắc chắn sẽ không sai. Khả năng cao con khỉ nhỏ tồn tại trong trứng thủy tinh này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ý của ngươi là con khỉ đánh lén ta chính là con khỉ này? Dương Bách Xuyên hỏi. 89/10, Hắc Liên trả lời. Nhưng nó ở trong trứng thủy tinh thì tấn công ta bằng cách nào? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Ngươi cẩn thận cảm thụ trứng thủy tinh, hoặc dùng thần thức thử lại thì biết. Hắc Liên nói. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, dùng thần thức kiểm tra trứng thủy tinh. Chi. Sau đó Dương Bách Xuyên biến sắc. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên trong trứng thủy tinh, là tiếng kêu của con khỉ. Ngay sau đó đầu óc đau nhức như bị kim đâm, đau đến mức nguyên thần run rẩy. Cũng may lúc này Hắc Liên lên tiếng, phong. Sau đó thần thức và trứng thủy tinh được tách ra. Phù phù. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh trứng thủy tinh, mồ hôi lạnh ứa ra, há mồm thở gấp. Vừa rồi thần thức bị tấn công quá dọa người, còn mạnh hơn thần thức của hắn gấp 10 lần. Chính là thần thức truyền ra từ trong quả trứng. Có được thần thực cường đại như vậy, đừng nói dùng cục đá đập hắn lùi về sau, cho dù di chuyển một ngọn núi lớn Dương Bách Xuyên cũng tin. Cuối cùng hắn cũng biết rõ con khỉ dùng cục đá tập kích hắn chính là con khỉ trong trứng thủy tinh, nó dùng thần thức vô cùng cường đại của mình thao tác cục đá tấn công hắn. Ở trong trứng đã cường đại như vậy. Nếu ra ngoài thì sao? Dương Bách Xuyên không dám nghĩ. Thần thức của con khỉ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không ngờ sẽ xuất hiện một quả trứng thủy tinh đang dựng dục một con Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, Lam Tâm Tiên Vương tuyệt đối không phải đùa giỡn, cố ý sắp xếp tất cả. E rằng điều kiện cần rượu mật hoa và tinh chất mật ong mới có thể đi vào Lam Tâm Cư đều không phải thật, yêu cầu thực sự chính là Dương Bách Xuyên mang đi trứng thủy tinh. Như vậy có thể thấy được, sợ rằng tinh chất thủy tinh không phải là ong mật bình thường, khả năng cao sẽ giống như trứng thủy tinh đang chờ hắn. Dương Bách Xuyên cảm giác mình bị tính kế.
Ban đầu hắn còn tưởng Lam Tâm Tiên Vương là người mê chơi, xuống tiểu thế giới này chơi tiện tay chế tạo thành hoa viên, vì tính mê chơi nên để lại điều kiện đi tìm rượu mật hoa và tinh chất mật ong, sau đó đi vào Lam Tâm cư tìm hiểu pháp tắc thần thông phương thốn càn khôn gì đó. Bây giờ nghĩ lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Một tiên vương sao lại làm mấy việc nhàm chán đó? E rằng mục đích thực sự của Lam Tâm Tiên Vương chính là lục nhĩ mi hầu trong trứng thủy tinh và tinh chất mật ông không biết mới đúng. Bị Lam Tâm Tiên Vương tính kế. Nhưng, hắn cũng chưa từng gặp qua Lam Tâm Tiên Vương gì đó, hơn nữa nàng thật sự có năng lực biết trước tương lai. Biết hắn sẽ đến đây nên bố trí cục diện này chờ hắn đi phá giải. Cũng không có khả năng. Một tiên vương cần gì phải tính kế một tiểu tu sĩ phi thăng làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng Dương Bách Xuyên kết luận có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Dù sao hiện tại hắn đã đi đến đây, nên làm vẫn phải làm. Tạm thời lục nhĩ mi hầu trong trứng thủy tinh bị Hắc Liên dùng thần hồn phong ấn lại, hiện tại nó không gây chuyện được. Dương Bách Xuyên lập tức thu hồi một hồ rượu mật hoa. Cả một ao to, hơn nữa không phải rượu bình thường, Dương Bách Xuyên không chuẩn bị dụng cụ trước, cuối cùng quyết định lấy đan lô ra. Đan lô này của hắn là pháp khí. Cũng có không gian khác, đủ để chứa số rượu mật hoa này, tính phong bế rất tốt, thích hợp bảo tồn. Dùng thần thức bao vây hồ linh dịch thu. Thao tác thần thức thu 2/3 rượu hoa mật hắn mới dừng lại. Không thu hết bởi vì Dương Bách Xuyên biết làm chuyện gì cũng không thể làm quá mức. Hắn biết bầy khỉ dựa rượu mật hoa, nếu thu hết không để lại gì, khả năng sẽ xóa sổ cả một đàn tộc. Sau khi thu xong 2/3 rượu, trứng thủy tinh cũng lộ ra khuôn mặt thật. Con khỉ bên trong nhe răng nhếch miệng gầm rú, nhưng không ra được, cũng bị Hắc Liên phong ấn, nó muốn dùng thần thức khống chế đồ vật cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng vô ích. Dương Bách Xuyên nhìn lục nhĩ mi hầu trong trứng thủy tinh, hỏi Hắc Liên, có thể phá vỡ thạch trứng, làm con khỉ đi ra hay không? Dương Bách Xuyên định thu phục lục nhĩ mi hầu này. Phải biết rằng đây chính là con khỉ có danh xưng hầu vương, dị chủng thiên địa, có một con khỉ như vậy ở bên cạnh, chắc chắn vô cùng oai phong. Trứng thủy tinh này không phải vật phàm, không thể mạnh mẽ phá vỡ, hơn nữa linh vật do thiên địa dựng dục này muốn xuất thế cần phải có cơ duyên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được, thu hồi lại trước đi. Hắc Liên lạnh nhạt nói. Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng có đạo lý, không hề nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không định bỏ qua trứng thủy tinh, phất tay thu trứng thủy tinh vào không gian hồ càn khôn. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Hắn không thu được. Hồ Càn Khôn là gì chứ, ngay cả sư phụ cũng không hiểu rõ, chỉ biết cấp bậc của Hồ Càn Khôn tuyệt đối không đáy. Cho đến nay Hồ Càn Khôn thu vào vô số sinh linh, lần nào cũng thành công, không có thứ gì mà Hồ Càn Khôn không thu được. Tất nhiên nói vậy cũng không đúng, Hồ Càn Khôn cũng không thu kiếm đồ long vào, nhưng Dương Bách Xuyên biết kiếm đồ long rất có lai lịch, Hồ Càn Khôn không thu vào được cũng bình thường. Nhưng bây giờ ngay cả trứng thủy tinh này cũng không thu vào được. Chứng tỏ trứng thủy tinh này không bình thường. Xuyên tử, nhanh lên, bầy khỉ sắp vào rồi. Trong lúc Dương Bách Xuyên ngẩn người, bên ngoài truyền đến âm thanh của Mai Thỉ. Không có thời gian nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên dứt khoát nhảy vào linh trì, dùng sức khiêng trứng thủy tinh lên. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài động. Bây giờ hắn đang ở sâu trong động, nếu đại chiến giữa bầy khỉ và gấu núi kết thúc, đến lúc đó hơn 1000 con khỉ trở lại hang ổ. Phát hiện rượu mật hoa không có, chắc chắn chúng nó sẽ liều mạng. Dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi hang động, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai Tỷ đang sốt ruột chờ, hai lão hầu tử gác đã bị Mai Tỷ xử lý. Thấy Dương Bách Xuyên đi ra, trên vai còn khiêng một trứng thủy tinh, Mai Tỷ hơi ngẩn người, nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng nói, đi nhanh, ta đi ra ngoài thấy bầy khỉ đã đuổi gấu núi đi, rất nhanh sẽ trở về sơn động, đám con khỉ đó quá khó đối phó. Mai Tỷ sợ hãi nhìn thoáng qua hai lão hầu bị nàng chém giết. Được, đi thôi. Mười mấy phút sau nhìn thấy ánh sáng ngoài động. Ngay sau đó hai người rời khỏi sơn động. Nhưng, bên ngoài sơn động, vô số con khỉ đứng chắn bao vây cửa động, giống như nhận được mệnh lệnh gì đó. Chi chi. Trứng thủy tinh trên vai Dương Bách Xuyên phát ra tiếng thét dài. Dương Bách Xuyên biết không ổn. Quả nhiên ngay sau đó hàng ngàn con khỉ tức giận gầm lên. Chi? Gào gào gào. Ngay sau đó bầy khỉ vọt đến. Xuyên tử, phi hành. Mai Tỷ lớn tiếng nói. Trong nháy mắt hai người phóng lên cao.
Chương 1644.1, hai tay không địch nổi bốn tay. Gào gào gào. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa vang vọng khắp đại địa. Dương Bách Xuyên khinh thường đám con khỉ này. Nhưng hắn không ngờ lúc bọn họ bay vọt lên, đám con khỉ này đột nhiên ra tay, cũng nhảy lên đánh hai người bọn họ. Hoặc nói cách khác mục tiêu chân chính là hắn. Trong tiếng gầm cuồng loạn, có con khỉ nhằm vào hắn, dùng móng vuốt chụp vào trứng thủy tinh trên bả vai hắn, thậm chí còn có chảo lui hoặc tấn công trước sau hắn. Có vẻ quả trứng mới là mục đích của bầy khỉ. Muốn xé nát kẻ trộm là hắn. Vô cùng hung hãn. Bầy khỉ không hề có pháp lực gì, hoàn toàn bùng nổ về mặt lực lượng thân thể, có thể nhảy lên cao như đạn pháo. Nhưng chính vì lực lượng thân thể thuần túy nên Dương Bách Xuyên mới cảm thấy đáng sợ. Chính hắn cũng coi như hạng người có thân thể cường hãn, tu luyện nội ngoại, bây giờ thân thể đã đạt đến cảnh giới thuần dương, theo lời sư phụ trình tự thân thể của hắn cũng coi như không tồi. Nhưng bây giờ đối mặt với lực lượng thân thể đơn thuần của một đám khỉ, bọn nó không hề yếu hơn thân thể thuần dương của hắn. Thậm chí còn mạnh hơn. Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ. Hắn biết hắn gặp rắc rối lớn rồi. Đám con khỉ này rất khó đối phó. Lúc bọn họ bay lên, đám con khỉ cũng nhảy lên đánh phong tỏa đường đi của hắn và Mai Tỷ. Tránh ra. Đối mặt với đòn tấn công của bầy khỉ, Dương Bách Xuyên tức giận gầm lên tung ra một quyền. Ầm đùng. Năng lượng khổng lồ tản ra đẩy lùi bầy khỉ. Chi chi, gào gào. Bầy khỉ gầm rú. Dương Bách Xuyên biết đòn này không là gì cả, chỉ đánh rơi bọn chúng. Sau khi rơi xuống bọn chúng vẫn đứng vững trên đại địa. Nhưng bầy khỉ quá nhiều, Dương Bách Xuyên cũng luống cuống tay chân, tình hình hiện tại hắn và Mai Tỷ bị vô số con khỉ bao vây. Hắn tung ra một chiêu, bầy khỉ phía sau đã đến gần. Tốc độ của bọn nó thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Dương Bách Xuyên vừa tung ra một quyền, chưa kịp tung ra quyền thứ hai đã bị vô số con khỉ khác đến gần. Nhảy lên người Dương Bách Xuyên, hoặc chộp vào quả trứng thủy tinh trên vai hắn. Hiển nhiên bầy khỉ không cho phép Dương Bách Xuyên mang đi trứng thủy tinh. Có vẻ đàn khỉ này vô cùng kính sợ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu là vương của bọn họ, tuyệt đối không cho phép Dương Bách Xuyên trộm đi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong trứng thủy tinh phát ra tiếng kêu như ra lệnh, bầy khỉ nổ tung chảo. Cuối cùng Dương Bách Xuyên bị một đàn khỉ bao vây. Dương Bách Xuyên cảm giác chính mình dần rơi xuống. Trứng thủy tinh trên vai rất có lực lôi kéo. Đồ của ta, sao có thể bị một đám khỉ cướp đi? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thúc giục chân nguyên bám chặt trứng thủy tinh. Bịch! A! À, Dương Bách Xuyên gặp xui xẻo. Hắn bị tát vào trên mặt. Bịch! A! À, sau lưng như bị sét đánh. Dương Bách Xuyên kêu thảm thiết. Ăn đau vô thức buông tay. Trứng thủy tinh rời khỏi bả vai, chính hắn cũng rơi xuống. Ầm, rơi xuống đại địa. Lúc này hắn thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hai tay không địch nổi bốn tay. Quan trọng hơn lực lượng của mấy con khỉ này mạnh vượt mức bình thường, hoàn toàn vi phạm logic tu luyện. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải sinh linh không dùng pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng thân thể là có thể tấn công hắn. Trứng thủy tinh bị con khỉ cướp về, trên mặt bị cào, vết thương đang chảy máu nóng rát, sau lưng bị ăn mấy đánh, bị đánh rơi xuống, Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Một đám nghiệt xúc. Ta không phát huy tưởng ta là mèo bệnh hả? Dương Bách Xuyên tức giận nói. Nói trắng ra mặc dù lực lượng của đàn khỉ rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là động vật chưa mở linh trí. Trong tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên cảm giác một thánh chủ như hắn mà bại bởi bọn chúng thì quá thất bại. Xuyên tử, cẩn thận. Mai Tỷ đang chém giết với mấy con khỉ trên không trung, nhìn thấy Dương Bách Xuyên rơi xuống, bị đám con khỉ đuổi theo đánh, lại thấy Dương Bách Xuyên có hơi sững người. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Mai Tỷ không cõng đồ gì, lẻ loi một mình nên không sao, buông tay buông chân đại chiến với bầy khỉ. Dương Bách Xuyên thấy Mai Tỷ không sao, thả lỏng, nói, Mai Tỷ yên tâm. Hắn không phải ngây người mà là bị tức điên sau khi ăn mệt bởi đám khỉ kia. Kiếm đồ long xuất hiện trên tay. Thấy trứng thủy tinh bị mấy con khỉ đoạt đi đem về sơn động, hắn lạnh mặt lao về phía bầy khỉ. Phá không kiếm, chảm. Mấy chục con khỉ vồ vào hắn bị bao phủ bên trong kiếm mang. Ngay sau đó kiếm khỉ nổ tung, lao thẳng về phía mấy con khỉ vừa cướp trứng. Phụt phụt phụt. Gào. Lực lượng chân nguyên nguyên tố hỏa hội tụ lại, sau đó bùng nổ.
đám khỉ chắn trước mặt hắn đều kêu rên vô cùng thảm thiết, trên người bị cháy đen, vô số con khỉ ngã xuống đất, thân thể hóa thành tro tàn. Chi! Một tiếng thét dài vang lên. Tiếng thét dài này phát ra từ trứng thủy tinh, chính xác hơn là của Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau tiếng thét dài này, tất cả con khỉ đều dừng. Có thể do thấy được sau khi Dương Bách Xuyên vung kiếm chém giết mấy chục con khỉ, sau đó bị dọa sợ. Mặc dù không có nhiều con khỉ có linh trí, nhưng bản năng sợ hãi cơ bản nhất vẫn có, hơn nữa tiếng thét dài này của Lục Nhĩ Mi Hầu giống như ra lệnh dừng lại, bầy khỉ nghe xong đều xuống dưới. Dương Bách Xuyên xuất hiện trước trứng thủy tinh, nhấc chân đạp lên trên trứng thủy tinh, sau đó nói, đừng gây thêm việc cho ta, CMN có tin ta giết sạch bầy khỉ ở đây không? Hiện tại hắn có thể khẳng định Lục Nhĩ Mi Hầu là sinh linh thông linh tính, có trí tuệ. Tất cả con khỉ đều nghe lệnh của Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho nên lúc trước đi ra sơn động nhìn thấy bầy khỉ đứng chắn trước cửa động, có lẽ do Lục Nhĩ Mi Hầu truyền tin tức, không muốn bị hắn cướp đi, thét dài ra lệnh làm bầy khỉ tấn công. Đáng tiếc con khỉ này coi thường hắn. Dương Bách Xuyên cướp đoạt rượu mật hoa của bầy khỉ, trong lòng có chút áy náy, không muốn tạo sát nghiệt, nhưng đàn khỉ này khinh người quá đáng. Dám cào rách khuôn mặt đẹp trai của hắn, còn làm hắn ngã xuống dưới, mất hết thể diện, hoàn toàn chọc tức Dương Bách Xuyên. Nhấc chân đạp lên trứng, Dương Bách Xuyên biết con khỉ có thể nghe hiểu lời hắn nói, hung ác uy hiếp nếu còn gây rối, hắn sẽ xóa sổ bầy khỉ. Quả nhiên, trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu hiện lên sự sợ hãi, thân thể cuộn tròn không dám nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên. Ha ha, coi như ngươi biết điều. Dương Bách Xuyên vô cùng đắc ý, sau đó khiêng trứng thủy tinh kéo Mai Tỷ chạy đi. Lần này hai người bay lên bầy khỉ không gây khó dễ, chỉ đứng trên mặt đất rít gào chạy theo. Dương Bách Xuyên không thèm để ý, trực tiếp bay về phía trước. Hiện tại hắn bắt được uy hiếp của bầy khỉ này, trong tay có Lục Nhĩ Mi Hầu, chính là át chủ bài. Xuyên tử, ta có ý này. Mai Tỷ nhìn Dương Bách Xuyên khiêng trứng thủy tinh, lại nhìn bầy khỉ đang đuổi theo dưới đất, nói. Cái gì? Dương Bách Xuyên sửng sốt. Không bằng, chúng ta dẫn bầy khỉ đến núi Ong Mật. Ngươi thấy sao? Mai Tỷ nói. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực, lập tức hiểu ý của Mai Tỷ, nhếch miệng cười nói, ý kiến hay, vậy làm như vậy đi. Chủ ý của Mai Tỷ là dây dưa, dẫn đám khỉ đi phá tổ ong, sau đó bọn họ sẽ đục nước béo cò. Dương Bách Xuyên cảm thấy cách này rất được, hắn đảo mắt một vòng, lại nghĩ ra một cách to gan hơn, nếu đã gây rắc rối, hắn cũng không ngại làm lớn chuyện. Không phải vẫn còn tộc gấu núi sao? Cùng tham gia náo nhiệt đi. Dù sao thì chọc phải đám khỉ cũng là chọc, thêm một tộc gấu cũng không sao. Chỉ cần có thể tạo cơ hội cho hắn là được. Thế nên sau khi quyết định với Mai Tỷ, cả hai đi thẳng tới đỉnh núi nơi có tộc gấu đang ở. Lúc này, đám khỉ ở phía dưới vẫn đuổi tận cùng không buông, một đàn khỉ chạy theo lên núi, con gấu vừa bị thua thiệt trong tay đám khỉ chắc chắn sẽ xuất hiện. Cho dù không ra thì Dương Bách Xuyên cũng có cách dẫn dụ nó ra, trong tay hắn có rượu mật ong của bầy khỉ, vải ra một ít thì đám gấu núi kia sẽ điên cuồng. Sau khi tính toán xong, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng đắc ý. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã tới ngọn núi nơi gấu ở, Dương Bách Xuyên lấy ra một thùng rượu mật ong đưa cho Mai Tỷ, đợi lát nữa bầy khỉ qua đây thì tỷ có thể dưới rượu mật ong lên người bọn chúng, ta sẽ thêm mồi lửa, he he. Mai Tỷ bị Dương Bách Xuyên chọc cười, nàng nhận thùng rượu trong tay hắn, đương nhiên cũng hiểu tính toán trong lòng Dương Bách Xuyên. Nhưng Mai Tỷ vẫn hơi lo lắng, hay là vào núi đi, biết đâu bầy khỉ cũng tới, gấu núi sẽ tự chui ra ngoài. Nàng sợ Dương Bách Xuyên thua thiệt. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, dù sao cũng đã tới đây rồi, ta khiêng thứ này trên bả vai coi như là hầu vương, thứ này sẽ kích thích tộc gấu túi dốc toàn bộ lực lượng, càng đông càng loạn thì chúng ta càng có lợi. Được rồi, vậy để cẩn thận. Mai Tỷ biết từ xưa tới nay, Dương Bách Xuyên làm việc luôn có suy tính, Dương Bách Xuyên bảo nàng dưới rượu lên người đám khỉ cũng là một cách kích thích gấu núi. Dương Bách Xuyên khiêng quả trứng thủy tinh trên vai hoặc nói đúng hơn là vương giả của tộc khỉ, bầy khỉ sẽ bị nó thu hút tới, hắn tin quả trứng thủy tinh này ở đâu thì bầy khỉ sẽ đi theo đó. Gấu núi trời sinh đã bị thu hút bởi rượu mật ong, nếu như ngửi thấy mùi rượu mật ong trên người bầy khỉ thì bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo, tới khi đó cả hai bầy tộc sẽ bị thu hút về tổ ong mật, bọn họ sẽ có cơ hội vào trong lấy được tinh thể ong. Sau khi Dương Bách Xuyên lao vào núi của tộc gấu,
trong tay Mai Tỷ cầm rượu mật hoa chờ đàn khỉ đang chạy như điên từ xa tới gần. Dù sao thì hai người cũng là tu sĩ phi hành, đến núi của tộc gấu nhanh hơn lũ khỉ một bước. Sau khi Dương Bách Xuyên vào núi, hắn trực tiếp để Hắc Liên tìm hang ổ của gấu núi. Nhưng mà Hắc Liên nói, núi gấu này là một hang ổ thống nhất, chúng được phân bố khắp ngọn núi này, người chỉ cần chọc cho mấy con tức giận là được. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì gật đầu, được, ta biết rồi, người giúp ta nhìn chằm chằm bọn chúng, ta không muốn gặp phải sai lầm không đáng có. Trong lúc trao đổi với Hắc Liên, Dương Bách Xuyên leo lên mấy trăm mét, cuối cùng cũng gặp phải một con gấu núi, hắn không nói nhiều mà vung kiếm về phía gấu núi, đương nhiên mục đích là chọc giận nó, hắn cũng không toàn lực giết gấu. Giống. Gấu núi bị Dương Bách Xuyên chém một nhát kiếm trên người, nó bị đau nên đã gào lên, nhìn thấy Dương Bách Xuyên làm nó bị thương, con gấu núi này giận dữ lao tới. Dương Bách Xuyên sao có thể đứng đó chờ bị đánh? Hắn nhếch miệng cười, bay nhanh như chớp cách ra xa mấy trăm mét, lúc này hai con gấu núi xuất hiện trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên liên tiếp xuất kiếm. 10 phút sau, toàn bộ ngọn núi này đều là tiếng giống giận rung trời. Điều này khiến trái tim Mai Tỷ như siết lại, nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Dương Bách Xuyên giao phó, dưới rượu mật hoa lên người bầy khỉ, giờ chỉ đợi đám gấu rời khỏi núi. Sau khi bầy khỉ tới núi gấu thì không vào mà vây quanh núi liên tục giống giận. Đúng lúc này, từ núi gấu truyền đến những tiếng gầm giận dữ, khiến đàn khỉ càng thêm lo lắng, bồn chồn. Ngay khi Mai Tỷ nghe được toàn bộ núi gấu đều vang lên tiếng gầm rú rung trời, đang suy nghĩ xem có nên đi vào hỗ trợ hay không, chớp mắt đã thấy Dương Bách Xuyên khiêng trứng thủy tinh hóa thành một tia sáng lao ra núi gấu rồi bay về phía này. Mai Tỷ, đi! Dương Bách Xuyên hô lớn rồi nhảy vọt lên không trung. Lúc này, Mai Tỷ nhìn thấy những con gấu núi khổng lồ đang gầm thét rồi đuổi theo Dương Bách Xuyên. Hai người cũng không kịp nói chuyện, bọn họ trực tiếp bay về phía xa. Nhưng đám gấu núi và bầy khỉ không hề đánh nhau mà lập tức đuổi theo. Gặp nạn chính là biển hoa dưới mặt đất. Kế hoạch thành công, Dương Bách Xuyên chọc giận gấu núi, dẫn dụ toàn bộ gấu ra khỏi núi, lần lượt đuổi theo bầy khỉ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hắn phát hiện ra con gấu núi sau khi ngửi thấy mùi rượu mật trên người con khỉ càng hung hãn hơn, đuổi sát theo sau bầy khỉ, mà mục tiêu của bầy khỉ lại là trứng thủy tinh đang ở trên vai hắn. Sau khi kế hoạch thành công, Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đi thẳng đến ngọn núi có đàn ong. Thế giới này có 4 ngọn núi ở Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ có núi ong mật là nhỏ hơn rất nhiều, nhìn từ xa cũng không có mấy cây cối, mọc nhiều nhất là cỏ dại. Lúc trước xem qua nhưng cũng không đi núi ong mật, nhưng mục tiêu lần này là chạy thẳng tới đó. Dù sao thì 3 quần tộc ở thế giới này loạn lên thì Dương Bách Xuyên mới có thu hoạch. Sau khi chạy vào núi ong mật, bầy khỉ và đám gấu núi cũng đuổi theo hắn và Mai Tỷ vào trong, nhất định sẽ đại loạn. Nhưng mà khi Dương Bách Xuyên nhìn xuống phía dưới thì giật mình, hắn âm thầm kêu khổ, xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi. Lúc nhìn xuống, hắn phát hiện khi lại gần núi ong mật, trong biển hoa đã có sự thay đổi. Bầy khỉ và gấu núi điên cuồng đuổi theo bọn họ, phá hủy rất nhiều đóa hoa, hoặc phải nói là kinh động mới đúng, hậu quả là, ong mật đang ẩn trong những đóa hoa khổng lồ đều chui ra. Nơi này gần núi ong mật, mà thiên chức của ong mật là hút mật hoa. Kết quả lại bị bầy khỉ và gấu núi quấy rầy. Lúc này, đàn ong mật chi chít bắt đầu tấn công bầy khỉ và gấu núi. Tình huống như vậy khiến Dương Bách Xuyên lo lắng không biết mình có thể dụ bầy khỉ và gấu núi này đến núi ong mật hay không. Tốc độ của hắn và Mai Tỷ thoáng chậm lại rồi nhìn xuống phía dưới, một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên. May mà, nguyên tắc cân bằng ở đây phát huy tác dụng. Ong có số lượng đông nhất. Nhưng khi đối mặt với những con khỉ và gấu núi to gấp nhiều lần, chúng vẫn có thể chống chọi lại đàn ong trong trạng thái điên cuồng. Những đuôi ong chích vào lũ khỉ và gấu núi như những mũi tên đâm, dường như không ảnh hưởng nhiều đến lũ gấu núi da dày thịt béo. Ngay cả những con khỉ nhỏ hơn rất nhiều so với gấu núi, nhưng cũng không để ý đến sự tấn công của đàn ong, bọn chúng vẫn gầm lên đuổi sát theo Dương Bách Xuyên, mục tiêu của đàn khỉ chưa bao giờ rời khỏi trứng thủy tinh trên vai hắn. 3 sinh vật sống giao chiến, đối mặt với số lượng lớn ong mật, gấu núi gầm lên, ve vẩy cái đuôi đã có thể dọa được mấy con ong mật, còn đám khỉ thì thông minh hơn, chúng nhổ những bông hoa có lá cây lớn rồi đập liên tục để đối phó với đối phương, cách này đã giết được rất nhiều ong mật. Vừa khua tay vừa chạy nhanh nên cũng không bị nhiều ong mật chích.
nhìn thấy đám khỉ và gấu núi không bị ảnh hưởng nhiều, Dương Bách Xuyên mới yên tâm, chỉ cần đi đờ là tốt rồi. Đương nhiên hắn cũng biết khó đối phó nhất vẫn còn ở phía sau, đám ong này chỉ là những con ong ẩn nấp trong hoa để lấy mật, tổ ong mới thật sự quan trọng. Mục đích hắn dẫn dụ bầy khỉ và gấu núi tới đây để chọc tổ ong để thu hút hỏa lực. Hiện tại xem ra mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đúng là đáng mừng. Chớp mắt hai người đã tới núi ong mật. Lúc này, Dương Bách Xuyên nói với Mai Tỷ, Mai Tỷ, tỷ vào không gian càn khôn trước đi. Hắn chưa nói xong thì đã bị Mai Tỷ ngắt lời, không được, một mình đệ quá nguy hiểm. Dương Bách Xuyên được Mai Tỷ quan tâm thì trong lòng rất ấm áp, yên tâm đi, đợi lát được ta chỉ dẫn bầy khỉ và gấu núi vào trong, sẽ không giao chiến trực tiếp với ong mật, nếu như có sự cố thì ta sẽ triệu hoán tỷ ra ngoài, lát nữa tỷ nói với Tiểu Phượng Hoàng một tiếng để muội ấy chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đối phó với đám ong mật này, hỏa diễm của Tiểu Phượng Hoàng mới là khắc tinh của bọn chúng. Mai Tỷ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì cũng không nói nhiều, nàng được Dương Bách Xuyên thu vào trong không gian càn khôn. Sau khi Mai Tỷ tiến vào, Dương Bách Xuyên nheo mắt rồi nhảy xuống, hắn vọt thẳng vào trong núi ong mật. Đợi sau khi vào bên trong thì mới phát hiện, hình như có gì đó không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, khi dẫm xuống, đất của núi ong mật dường như không được rắn chắc lắm. Vết chân sâu 7-8 tấc. Theo lý mà nói thì tình huống không nên vậy mới đúng, nhưng lại cứ phải là như thế, toàn bộ ngọn núi này giống như không phải là bùn đất hay núi đá của thiên nhiên, nó giống một ngọn núi làm từ tấm bọt biển hơn. Hắn còn có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, hắn cầm kiếm đồ long chém xuống dưới chân. Phập một tiếng như cắt đậu hũ, hắn cắt ra một vết dài ở dưới chân. Cúi đầu nhìn, Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình đoán đúng. Đây không phải là một ngọn núi được hình thành tự nhiên từ đất, đá, mà là bề mặt là một lớp bùn đất dày nửa thước, bên trong lại toàn là lá hoa khô héo. Dương Bách Xuyên chợt bừng tỉnh. Ngọn núi này vốn là một tổ ong khổng lồ, nhớ tới tổ ong vò vẽ mà hắn chọc vào lúc nhỏ, chất liệu bên trong cũng không phải thực thể. Chẳng trách dẫm xuống lại để giấu chân sâu như vậy, cảm giác như đang dẫm trên tấm bọt biển, hóa ra toàn bộ ngọn núi này là một tổ ong cực lớn. Bây giờ nghĩ lại, khi nhìn từ trên cao, chẳng trách núi ong mật lại nhỏ hơn ba ngọn núi lớn khác rất nhiều, bên ngoài còn là một hình tròn, thì ra là hang ổ do ong mật xây dựng. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười gian trá, đột nhiên hắn nghĩ tới một ý tưởng xấu xa. Dù sao lũ khỉ và gấu núi cũng sắp đuổi kịp, hắn cũng chỉ thiếu một mồi lửa, gặp họa là khỉ và gấu, chỉ cần chọc được tổ ong khổng lồ, tất cả ong bên trong sẽ chui ra. Khi đó hắn sẽ trốn vào không gian càn khôn. Đợi tất cả ong mật ra khỏi tổ, hắn lại xuất hiện rồi vào trong tổ ong, vậy chẳng phải tiện hơn sao? Hơn nữa có thể đoán được, đợi sau khi toàn bộ ong mật ra ngoài sẽ chỉ nhìn thấy thân hình khổng lồ của bầy khỉ và gấu núi, tới khi đó ba loài sẽ đánh nhau, hắn cũng sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên còn do dự nữa, hắn vác quả trứng thủy trên vai rồi lao thẳng về phía đỉnh núi ong mật. Hắn chuẩn bị đứng sau đỉnh núi để bổ một kiếm. Khi đó sẽ đạt được hiệu quả. Không đến 3 phút Dương Bách Xuyên đã đến đỉnh núi, cả núi ong mật cũng cao chừng ngàn mét, so với những ngọn núi khác thì được coi là một ngọn núi rất nhỏ. Nhưng nhìn theo góc độ đây là một tổ ong thì quả thật là rất lớn. Đặt quả trứng thủy tinh xuống, Dương Bách Xuyên lấy kiếm đào một cái hố to, hắn thả quả trứng vào trong, dùng đất lấp lên, ít nhiều gì cũng che cho khỏi bị đàn ong phát hiện. Sau khi làm xong mọi thứ, nhìn thấy bầy khỉ và gấu núi đã đến chân núi ong mật, hắn cười gian trá rồi giơ thanh kiếm đổ long lên chém xuống. Kiếm phá khai mở cho ta. Thanh kiếm phát toàn lực, kiếm khí gần trăm trượng bộc phát, từ trên cao rơi xuống núi mật ong. Ầm ầm ầm, một kiếm chém xuống khiến cả ngọn núi đều nổ vang như trời đất rung chuyển. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cười, từ dưới chân hắn xuất hiện một vết nứt rộng 3 mét. Bên trong là ánh sáng nhàn nhạt đang phun trào chỉ cách bề mặt 3 mét. Vù vù vù. Giây sau, âm thanh khiến người ta tê dại từ trong vết nứt truyền tới. Dương Bách Xuyên biết mình đã thành công dẫn dụ những con ong trong tổ xuất hiện, hắn lập tức trốn vào không gian càn khôn. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy có bao nhiêu ong mật bay ra khỏi núi, hay nói đúng hơn là tổ ong sau khi bị hắn chém một đường từ đỉnh núi kéo dài tới chân núi.
nhưng chỉ cần nghe thấy âm thanh cũng đủ giết người nên hắn không chút do dự mà trốn vào không gian càn khôn. Ở bên cạnh cái hố nhỏ đang chôn lấp trứng thủy tinh, diện mạo thật sự của Bình Càn Khôn được lộ ra. Nhưng ở đây Dương Bách Xuyên không sợ Bình Càn Khôn bị phát hiện. Bởi vì ở đây chỉ có những con ong không linh trí nên cho dù có phát hiện ra Bình Càn Khôn cũng không sao, hắn tin sau khi đàn ong ra ngoài, chúng sẽ chỉ nhắm vào khỉ và gấu núi. Đợi cả ba loại này giết nhau, hắn sẽ có thể trực tiếp tiến vào hang ổ của ong mật. Vừa vào trong không gian càn khôn, Mai Tỷ, Trịnh Bân Bân và Tiểu Phượng Hoàng đã đi tới. Vân Tử, tình hình thế nào rồi? Mai Tỷ hỏi. Mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ đợi tất cả ong mật ra khỏi núi thì chúng ta có thể vào trong. Dương Bách Xuyên cười đáp. Vân Tử, cần bọn ta giúp không? Trịnh Bân Bân nóng lòng muốn thử, vừa rồi nàng và Tiểu Phượng Hoàng nghe Mai Tỷ nói, đây là thế giới biển hoa thì cũng rất muốn ra ngoài. Nữ nhân ai mà chẳng thích ngắm hoa, hơn nữa đây còn là cả một thế giới hoa, cũng không phải biển hoa thông thường. Trịnh Bân Bân biết tu vi của nàng thấp, sợ sau khi ra ngoài sẽ trở thành gánh nặng cho Dương Bách Xuyên. Nhưng nàng vẫn rất muốn ra ngoài xem thử. Đại ca, muội có thể giúp huynh, Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Bách Xuyên nhìn Trịnh Bân Bân và Tiểu Phượng Hoàng, từ ánh mắt của Trịnh Bân Bân hắn nhìn thấy sự mong đợi, mơ hồ đoán được ý nghĩ của nàng. Theo hiểu biết của hắn về Trịnh Nữ Vương, nhà đầu này thuộc kiểu người dịu dàng ít nói, sau khi rời khỏi tu chân giới, để nàng ở trong không gian càn khôn quả thật là rất khô khan, Tiểu Phượng Hoàng thì vẫn là một đứa trẻ, sau khi vào trong này, ít nhiều gì sẽ thấy buồn chán. Sau khi nghĩ ngợi, Dương Bách Xuyên hỏi, chúng ta đã rời khỏi tu chân giới bao lâu rồi? Không nhiều không ít, 60 năm rồi, Trịnh Bân Bân nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, lâu vậy à? Hắn cũng không tính toán thời gian, cảm giác cũng chỉ là một tháng, không ngờ tới Trịnh Bân Bân lại nói đã qua một 60 năm, là suốt 60 năm đó. Cũng không trách được, ta và Tiểu Phượng Hoàng có thể tính thời gian. Trịnh Bân Bân có chút u oán, lâu như vậy mà Dương Bách Xuyên cũng không vào trong này thăm bọn họ, cũng không để nàng ra hóng mát một chút. Mặc dù không gian càn khôn cũng là một thế giới nhỏ, nhưng cũng không có sinh vật sống gì, ở đây đâu sẽ không tránh khỏi buồn chán. Mai Tỷ lên tiếng nói, Vân Tử, có lẽ là trong lúc lơ đãng chúng ta bị cơn lốc cuốn vào thế giới này, cũng không biết thời gian hôn mê là bao lâu, ta nghĩ đợi sau khi ong mật ra khỏi núi, để Trịnh Muội Muội và Tiểu Phượng Hoàng ra hít thở không khí một chút. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, là do ta sơ sót, đợi lát nữa, nếu tổ ong mật không có gì nguy hiểm, ta sẽ để tất cả ra ngoài. Mọi người cùng đi xem, dù sao kiến thức cũng là tu hành. Đã nói là không được đổi ý, Trịnh Bân Bân lập tức nói. Không thành vấn đề, mọi người chờ một chút, ta xem tình huống bên ngoài. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại rồi phóng thần thức ra khỏi không gian càn khôn, hắn đi xem thử tình hình bên ngoài thế nào. Nếu ong ra khỏi tổ, anh ta sẽ đi vào. Sau khi thần thức của Dương Bách Xuyên ra ngoài, hắn không nhịn được mà dùng mình. Trong thần thức, hắn phát hiện ong mật che khuất bầu trời, từ trong khe nứt mà hắn bổ ra, ong mật vẫn cuồn cuộn không ngừng bay ra từ bên trong, giống như là từng luồng khói vàng bốc lên. Nhìn thôi đã thấy tê cả người rồi. Giống giống giống. Chi 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 chi. Dưới chân núi phát ra tiếng gầm rú rung trời của khỉ và gấu núi, không cần nhìn Dương Bách Xuyên cũng biết ba sinh vật sống này đang giao chiến. Đúng như những gì hắn dự đoán. Sau khi tên đầu sỏ gây tội chém một đường bổ đôi tổ ong mật, vô số ong chui ra khỏi tổ chút giận lên lũ khỉ và gấu núi. Cho nên bầy khỉ và gấu dưới chân núi gặp nạn. Dương Bách Xuyên thầm lẩm bẩm, để khỉ với gấu núi chịu oan ức rồi, nhưng mà ngươi không chết thì ta chết, vậy đi, ha ha. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm đàn ong bay ra từ khe nứt, ước chừng 10 phút sau, cuối cùng thấy bên trong không có con ong nào bay ra, hắn biết khả năng là hết rồi. Lúc này, toàn bộ ong mật hẳn là đã ra khỏi tổ. Hắn dặn Trịnh Bân Bân và Mai Tỷ một tiếng rồi tự mình ra ngoài xem thử, tạm thời không để bọn họ ra, có quá nhiều nhân tố không xác định, đợi hắn vào tổ ong xem tình huống thế nào đã. Chỉ một ý nghĩ, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở chỗ cũ, hắn không ở lại lâu vì sợ thu hút một đàn ong nên đã vội vàng nhảy xuống khe nứt, đi thẳng đến tổ ong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.